Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 171, trên người của anh có mùi nước hoa của cô ấy. Chu Dật Quần trước nay rất ít khi say quá mức như vậy, lúc này hắn cũng không còn tư tưởng trách móc Tần Thọ Sinh, hai chân giống chạy đi như chó điên, đích đến chính là nhà vệ sinh. Sau một lần nôn mửa điên cuồng, Chu Dật Quần cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người, nhưng đúng lúc này có một tiếng hét lớn vang lên. Trời ơi, mau đến bắt lưu manh. Chu Dật Quần nghiêng đầu sang bên cạnh, hắn thấy một cô gái đang giữ lấy thắt lưng quần đứng ở phía bên kia, hắn chợt ngây người, mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà chạy vào nhà vệ sinh nữ thế này. Tất nhiên Tần Thọ Sinh sẽ không biết cảnh ngộ của Chu Dật Quần vào lúc này, sau khi hắn nhận được tin tức từ Chu Dật Quần thì nhanh chóng dùng bút vạch ra bốn chữ trên giấy, huyện Lô Bắc, Vương. Khi Tần Thọ Sinh đang suy xét vấn đề thì sẽ không có ai dám tùy tiện đến quấy rầy. Dù là phó giám đốc có gặp phải chuyện lớn bằng trời cũng không dám tiến vào để hứng chịu cơn thịnh nộ. Anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Tần Thọ Sinh đã cho ra quyết đoán, hắn gọi điện thoại đi ra ngoài, dùng giọng như thánh chỉ của hoàng đế để triệu kiến Hạ Kiến Nhân. Mà Hạ Kiến Nhân cũng dùng tốc độ chạy nước rút để phóng đến phòng làm việc của Tần Thọ Sinh. Anh nói phòng tài vụ chuẩn bị 1 triệu, đồng thời đi mua một chiếc xe mới. Tần Thọ Sinh dùng giọng thản nhiên nói với chủ nhiệm Hạ Kiến Nhân. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn vừa liên lạc với Tần Hồng Cẩm, hắn cảm thấy mình nên về thành phố Giang Thị một chuyến để thu thập tiểu yêu tinh làm cho tâm tình của mình cứ mãi rung động kia, sau đó đưa nàng đi gặp cha mẹ mình. Dù hắn không muốn kết hôn sớm, nhưng dựa vào chức vị của hắn vào lúc này, hắn chợt cảm thấy mình nên quan tâm đến phương diện này là vừa. Vương Tử Quân đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện kết hôn, cuối cùng hắn vẫn quyết định kết hôn với Tần Hồng Cẩm. Tuy thực hiện điều này rất khó khăn, nhưng dù khó khăn thế nào hắn cũng sẽ phải cố gắng thực hiện. Khi Vương Tử Quân đang nghĩ mình nên ngỏ lời với bố mình trước hay ông nội trước thì Tôn Hạ Châu khẽ gõ cửa phòng rồi đi vào. Chủ tịch Vương, văn phòng vừa gọi điện thoại đến thông báo, nói sẽ tổ chức hội nghị chủ tịch huyện vào lúc 9 giờ. Tôn Hạ Châu khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hội nghị chủ tịch huyện. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn cũng không nói gì. Tôn Hạ Châu trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Chủ tịch Vương, dù 9 giờ họp nhưng anh nên đến sớm một chút thì hay hơn. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu ý của Tôn Hạ Châu, hắn khẽ gật đầu với Tôn Hạ Châu, sau đó dùng giọng thản nhiên nói. À, Hạ Châu, cậu đi thông báo cho Đỗ Tử Đằng, nói hôm nay tôi không xuống nhà máy, nhưng chuyện thay đổi chế độ là tuyệt đối không được buông lỏng. Vâng, Chủ tịch Vương. Tôn Hạ Châu đồng ý một tiếng. Sau đó đi ra ngoài và đóng cửa lại. Vương Tử Quân dựa lưng vào ghế, hắn trở nên trầm ngâm, đây là lần đầu tiên mình tham gia hội nghị chủ tịch huyện, mình nên đến với thái độ gì? 8 giờ 50 phút, Vương Tử Quân đã đứng trước cửa phòng họp, lúc này trong phòng họp chỉ có chủ nhiệm khối chính quyền huyện là Lưu Tuấn Phong, người này đang vùi đầu xem văn kiện, thấy Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng đứng lên nói. Chào Chủ tịch Vương, anh đến rồi đấy à? Lưu Tuấn Phong hơn 30 tuổi. Đang ở vào độ tuổi khỏe mạnh tráng niên, với độ tuổi này có thể ngồi lên vị trí chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện, như vậy là không phải tầm thường, tương lai vô hạn. Nhưng sau khi Vương Tử Quân đến thì vị chủ nhiệm khối chính quyền này trước đó có chút chói lọi cũng trở nên ảm đạm hơn. Vương Tử Quân cười cười với Lưu Tuấn Phong, sau đó hắn ngồi xuống vị trí của mình. Huyện Lô Bắc có 6 vị phó chủ tịch, Vương Tử Quân xếp ở vị trí cuối cùng, thế nên cũng chỉ ngồi ở chiếc ghế cuối cùng mà thôi. Chủ nhiệm Lưu đang bận rộn gì vậy? Vương Tử Quân nói rồi ném cho Lưu Tuấn Phong một điếu thuốc. Lưu Tuấn Phong cười tươi hớn hở, vị trí chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền của hắn cũng không phải kẻ nào cũng có thể làm tốt, cũng may hắn là kẻ tâm tư kín đáo, là hạng người tám mặt lung linh nên mới ngồi vững vàng. Hắn tất nhiên sẽ không khinh thường vì Vương Tử Quân là một cán bộ trẻ tuổi, vì vậy sau khi nghe Vương Tử Quân đặt câu hỏi, hắn nhanh chóng dùng giọng khách khí nói. Chủ tịch Vương! Tôi còn có thể bận rộn vì cái gì nữa? Chẳng qua chỉ là xem xét đề tài thảo luận hôm nay mà thôi. Sắp đến cuối năm, dù là tuyến trên xuống kiểm tra hay chúng ta xuống các xã thị trấn kiểm tra cũng đều cần văn phòng khối chính quyền sắp xếp ổn thỏa, vì thế mà khoảng thời gian này xem như chủ nhiệm Lưu phải chịu khổ nhiều. Vương Tử Quân nhìn Lưu Tuấn Phong rồi mỉm cười nói. Hàng năm đều là như thế, tôi cũng quen rồi. Lưu Tuấn Phong vừa hút thuốc vừa dùng giọng tùy ý nói đùa với Vương Tử Quân. Hai người Vương Tử Quân và Lưu Tuấn Phong trò chuyện với nhau, hai người Tôn Hạo và Tiền Diễm Lệ cười cười nói đi vào trong phòng họp,
Tiền Diễm Lệ tuy hơn 40 nhưng cách ăn mặc rất tân kỳ, tư sắc bình thường nhưng trong mắt lại rõ ràng bùng lên chút lả lơi. Điều này làm cho Vương Tử Quân chỉ biết đứng từ xa nhìn vị phó chủ tịch chủ quản văn hóa vệ sinh và giáo dục này mà thôi. Chủ tịch Vương, các anh đang trò chuyện về vấn đề gì vậy? Tiền Diễm Lệ ngồi xuống rồi dùng giọng yêu kiều chào hỏi Vương Tử Quân. Không có gì, chẳng qua chỉ buôn vài chuyện với chủ nhiệm Lưu mà thôi. Vương Tử Quân ngửi thấy mùi nước hoa bùng vào trong mũi, thế là không tự chủ được phải nhíu mày. Cũng không phải Vương Tử Quân không thích loại nước hoa này, thậm chí hắn còn có cảm giác thân cận với những mùi vị như vậy theo bản năng, vì Tần Hồng Cẩm cũng chỉ dùng loại nước hoa này. Nhưng hắn cảm thấy Tiền Diễm Lệ dùng chung loại nước hoa với Tần Hồng Cẩm, thế là trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Mình đúng là bá đạo, chẳng lẽ nước hoa của người phụ nữ mình thích cũng phải là độc quyền sao? Vương Tử Quân cười thầm một tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chủ tịch Vương, nghe nói hai ngày trước anh đến nhà máy rượu Hồng La Xuân có phải không? Tiền Diễm Lệ cười tủm tỉm nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng dịu dàng nói. Sự kiện Vương Tử Quân khốn khổ từ nhà máy rượu Hồng La Xuân quay về đã được người khắp huyện Lô Bắc biết rõ ràng, chỉ là rất ít người mở miệng đề cập chuyện này trước mặt hắn, bây giờ Tiền Diễm Lệ nói như vậy, rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng. À, tôi thật sự đã đến đó một chuyến. Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn không chút biến đổi, hắn thản nhiên nói. Tiền Diễm Lệ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân giống như không có việc gì xảy ra, trong lòng chợt động. Nàng là một người phụ nữ trà trộn quan trường lâu năm, tất nhiên tâm tư của nàng càng thêm mạnh mẽ hơn cả đám đàn ông. Vị chủ tịch Vương trẻ tuổi này có thể đạt đến cảnh giới vui buồn không lộ ra vẻ bề ngoài, xem ra cũng không phải nhân vật dễ dây vào, chính mình vừa rồi đã mở lời trêu chọc, thật sự không phải là hành vi sáng suốt. Khi Tiền Diễm Lệ chuẩn bị mở miệng thì Phó Chủ tịch Thường vụ Đỗ Tự Cường và Phó Chủ tịch Thạch Phong Huy chủ quản nông nghiệp đi vào, sau lưng còn có Phó Chủ tịch Hàn Minh Khải chủ quản thương mại đang chậm rãi bưng ly trà tiến vào. Nơi nào có Chủ tịch Tiền thì nơi đó có mùi thơm nồng nàn. Chủ tịch Thạch, tôi thật sự hâm mộ anh, mỗi khi họp đều được ngồi gần đại mỹ nhân như Chủ tịch Tiền, trên người của anh có mùi nước hoa của chị ấy không? Hàn Minh Khải vừa ngồi xuống vừa dùng giọng không ảnh hưởng đến toàn cục để trêu ghẹo Tiền Diễm Lệ. Cái gì mà là đại mỹ nhân, phải nói là mẹ chồng của đại mỹ nhân thì có. Tiền Diễm Lệ trừng mắt nhìn Hàn Minh Khải, sau đó dùng giọng oán trách nói. Khi nghe Hàn Minh Khải nói về nước hoa thì Vương Tử Quân chợt nhớ đến một việc, có một lần hắn cùng Tần Hồng Cẩm nói về nước hoa, theo lời Tần Hồng Cẩm thì nhãn hiệu nước hoa mình dùng rẻ nhất cũng hơn 1.000 đồng một chai, mà Tiền Diễm Lệ cũng dùng loại nước hoa giống như Tần Hồng Cẩm, chỉ sợ nước hoa này cũng không phải là do tự mua. Vậy thì là người đàn ông nào cống hiến? Thời này đàn ông làm quan lớn sẽ tìm thú vui trên người các cô tiểu thư nhỏ xinh, chẳng lẽ vị chủ tịch huyện với cách ăn mặc gợi cảm tân kỳ này cũng làm cho một anh nào đó vui vẻ? Điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra những suy đoán xấu xa. Tiền Diễm Lệ lên tiếng thật sự làm cho đám người Đỗ Tự Cường phải cười lớn, nàng nhìn Đỗ Tự Cường cười tươi hớn hở mà nói. Chủ tịch Đỗ, anh đừng cười. Tiểu Đông nhà chúng tôi yêu thương con gái bảo bối nhà anh cũng không phải ngày một ngày hai, anh xem khi nào có thể sắp xếp cho hai bên gặp mặt nhau đây. Đỗ Tự Cường khẽ vỗ đầu, sau đó hai tay siết lại với nhau rồi dùng giọng khó xử nói. Tiểu Trình nhà tôi có tính cách thế nào thì chị cũng biết rồi, chuyện tình cảm của nó thì tôi đây đâu đến lượt đứng ra tác chủ. Khi Đỗ Tự Cường lên tiếng thì Chủ tịch Lưu Thành Quân đi đến, hắn khẽ gật đầu với sau vị trợ lý, sau đó ngạo nghễ ngồi xuống ghế chủ vị. Đám phó chủ tịch vừa rồi còn lớn tiếng ồn ào, bây giờ ai cũng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt rất nghiêm túc, điều này chứng tỏ Lưu Thành Quân làm chủ tịch rõ ràng rất có uy tín. Lúc này Lưu Thành Quân chợt hắng giọng một tiếng, sau đó bắt đầu tuyên bố bắt đầu hội nghị. Chương 172, ra chiêu mạnh mẽ áp chế cường địch. Hội nghị văn phòng chủ tịch huyện, nói là hội nghị văn phòng vì thật ra chỉ là vì họp hội ý mà thôi, mỗi tuần hầu như mở họp một lần. Đầu tiên là các vị phó chủ tịch lần lượt báo cáo mảng công tác mình được phân công, sau đó cả tập thể bắt đầu hội nghị về những vấn đề phát sinh. Trong quá trình bàn bạc thì Vương Tử Quân không lên tiếng, chủ yếu là nghe và nhìn, phân tích thái độ của các vị phó chủ tịch và chủ tịch Lưu. Trong quá trình phân tích xem xét thì hắn thấy mỗi khi Đỗ Tự Cường mở miệng thì Thạch Tuấn Huy nhất định sẽ lên tiếng hát đệm, còn Tiền Diễm Lệ thì giống như một đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Mỗi khi cần bày tỏ thái độ rõ ràng thì luôn mở miệng nói giúp cho Lưu Thành Quân. Xem ra Lưu Thành Quân cũng không phải là một vị chủ tịch huyện đơn giản, Tôn Hạo lại là một người không giúp cho hai bên,
nhưng thái độ trung lập này lại nói rõ vấn đề. Vương Tử Quân thầm suy đoán mối quan hệ giữa các vị chủ tịch huyện, nhưng không ngờ lại có người ném lửa lên người mình. Tôn Hạo đứng lên báo cáo xong phần công tác của mình, sau đó hắn lại thay đổi chủ đề. Chủ tịch Lưu, nghe nói hai ngày trước chủ tịch Vương đến nhà máy rượu Hồng La Xuân để đòi nợ, chuyện lớn như vậy cần phải cực kỳ cẩn thận. Tôi cảm thấy chuyện này phải cần được khối chính quyền chúng ta cho ra quyết nghị mới được, vì tình huống của nhà máy rượu Hồng La Xuân là thế nào thì mọi người đều biết rất rõ ràng. Chủ tịch Vương vừa mới tiến vào trạng thái công tác, tôi hiểu tâm tư muốn biểu hiện của anh ấy, nhưng làm như vậy là quá lỗ mãng rồi. Tôn Hạo nói đến đây thì nhấp một ngụm nước trà và nói. Chủ tịch Vương, tôi nói thế này thì anh đừng hiểu lầm, tôi coi như là một vị đại ca không muốn đánh vào tính tích cực công tác của anh, nhưng tôi là một thành viên ban ngành, có một số việc anh vừa đến còn chưa quen thuộc, lại là người từ huyện Hồng Bắc đến giúp huyện chúng ta phát triển. Là một người đại ca, chúng tôi phải có tâm tư bảo vệ anh, cố gắng không cho anh bước vào sai lầm. Tôn Hạo đứng lên mở miệng rất quang minh chính đại, rất đạo mạo, nhưng ai nhìn vào cũng biết đối phương đang tra thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân. Chuyện Vương Tử Quân đưa chìa khóa xe đạp cho Tôn Hạo thì khắp khu vực văn phòng khối chính quyền huyện đều biết, thế nên sự việc xảy ra như vậy cũng không có gì là lạ. Chủ tịch Tôn, anh có việc gì thì cứ nói thẳng, tôi có sẽ sửa, không cũng chẳng có vấn đề gì. Vương Tử Quân khẽ nâng ly lên nhấp một ngụm trà rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Lời nói không kiêu ngạo không xu nịnh của Vương Tử Quân giống như không quan tâm đến những lời nói vừa rồi của Tôn Hạo, thái độ như vậy càng làm cho Tôn Hạo cảm thấy tức giận điên người. Chủ tịch Vương, đầu tiên là anh phải nhìn rõ vị trí của mình, anh bây giờ là phó chủ tịch huyện, mỗi một lời nói hành động đều liên quan đến hình tượng của huyện Lô Bắc chúng ta. Anh nói xem, anh vì một xí nghiệp sắp phá sản mà đi đòi nợ, bị mất mặt mũi là chuyện của cá nhân anh, nhưng nó lại liên quan đến thể diện của khối chính quyền huyện Lô Bắc chúng ta. Nếu anh có năng lực đòi được nợ thì không có vấn đề, bây giờ thì hay rồi, ngược lại trở thành chuyện vui cho người ta nói vào những lúc trà dư tửu hậu. Người ta nói Vương Tử Quân anh như thế nào cũng không có vấn đề, nhưng lại đả động đến cả thể diện của huyện Lô Bắc. Tôn Hạo đứng lên nói, chán nổi cả gân xanh. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua bốn phía, khi thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình thì tự biết có chút thất thố, thế cho nên hắn tranh thủ thời gian làm vài ngụm trà để giữ vững tinh thần và nói tiếp. Tất nhiên thái độ công tác không ngại khó khăn của Chủ tịch Vương cũng đáng giá khẳng định, vì thế mà chút sai lầm như vậy cũng có thể tha thứ. Vương Tử Quân rất phản cảm với thái độ của Tôn Hạo, hắn thầm mắng đối phương không biết xấu hổ, chính mình quang minh chính đại đến nhà máy rượu Hồng La Xuân đòi nợ, bây giờ lại bị đối phương nói ngược lại thành bôi đen thể diện của huyện Lô Bắc. Còn bà nó, hôm nay nếu cho đối phương muốn làm gì thì làm, sợ rằng đối phương sẽ coi mình là quả hồng mềm muốn bóp thì bóp. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không nói lời nào của Lưu Thành Quân, lại nhìn nhóm Đỗ Tự Cường ngồi nghiêm chỉnh không nói một lời mà cũng chẳng bày tỏ thái độ. Hắn khẽ đặt ly trà xuống, khi chuẩn bị đánh trả thì cửa phòng họp bị người đẩy ra. Lưu Tuấn Phong làm chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện, hắn đang nhanh chóng làm bản ghi chép hội nghị. Lúc này cửa mở ra, hắn phải ngẩng đầu lên, vì có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng phải là người xử lý đầu tiên. Khi thấy người đẩy cửa đi vào phòng chính là phó chủ nhiệm Khúc Phương Châu thì hai hàng chân mày của Lưu Tuấn Phong chợt nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ anh Khúc uống lộn thuốc. Đây là hội nghị văn phòng chủ tịch huyện sao lại có thể tự tiện xông vào. Thế là Lưu Tuấn Phong thầm hạ quyết tâm, sau khi họp xong sẽ quay về dạy bảo đối phương một trận, lúc này cũng không đến lượt hắn lên tiếng, dù sao nơi này cũng còn có Lưu Thành Quân. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Lưu Thành Quân vẫn không biến đổi, hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Chủ tịch Lưu, Tần Thọ Sinh của nhà máy rượu Hồng La Xuân đến đây, anh ấy nói. Anh ấy nói đến để trả tiền. Khúc Phương Châu tuy lấy dũng khí đến đây nhưng đối mặt với bầu không khí nghiêm túc như vậy cũng thật sự lo lắng, trên mặt có chút sợ hãi. Tần Thọ Sinh, đến trả tiền sao? Lưu Thành Quân dù có chút khí độ nhưng lúc này nghe được lời của Khúc Phương Châu thì cũng thật sự lắp bắp kinh hãi. Tần Thọ Sinh là ai? Lưu Thành Quân biết rất rõ ràng, đừng nói là một chủ tịch huyện như hắn, dù là bí thư huyện ủy thì đối phương cũng không cần quan tâm. Tiền nợ là 1 triệu, Lưu Thành Quân không còn hy vọng gì cả. Mà bây giờ Tần Thọ Sinh không những trả tiền mà còn tự mình đến, điều này thật sự quá khác thường. Dựa vào tính cách của Tần Thọ Sinh, tên này nhất định sẽ vì thức tỉnh lương tâm hay bị lừa đá vào đầu mà mê mẩn đến đây trả tiền, vì vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất, đối phương đến không phải chỉ vì trả tiền, mà còn có những mối liên lạc khác thường khác.
Thế là Lưu Thành Quân đưa mắt nhìn vị phó chủ tịch trẻ tuổi ngồi ở phía bên kia, nhưng hắn không ngờ Vương Tử Quân có năng lượng mạnh như vậy. Lưu Thành Quân nghĩ đến điều gì thì các vị phó chủ tịch khác cũng nghĩ được những điều tương tự, đặc biệt là Tôn Hạo vừa mới đứng lên đả kích Vương Tử Quân, lúc này hắn tỏ ra sợ hãi, vẻ mặt rất khó coi. Tôn Hạo vừa mới phê bình Vương Tử Quân, bây giờ không ngờ Tần Thọ Sinh lại đến tận nơi trả tiền, như vậy không phải tự mình vả vào mặt mình sao? Mình và Tần Thọ Sinh tiếp xúc với nhau thời gian không ngắn, mình biết rõ mắt của đối phương chỉ nhìn lên trời, đừng nói là một vị phó chủ tịch huyện, dù là phó chủ tịch thành phố cũng không được đối phương xem ra gì. Anh ta nói đến đây trả tiền. Lưu Thành Quân vẫn dùng giọng không tin hỏi một câu. Đúng vậy, chủ tịch Lưu, anh ấy nói mình đến trả tiền, nói các vị cứ họp, anh ấy chờ một lát cũng không có vấn đề. Khúc Phương Châu cúi đầu rất thấp, hắn cẩn thận nói. Tần Thọ Sinh cúi đầu thấp như vậy cũng không giống phong cách xưa nay, có thể ép Tần Thọ Sinh trở nên như vậy, thế thì phó chủ tịch Vương này. Lưu Thành Quân đưa mắt nhìn Vương Tử Quân ngồi bên kia với vẻ mặt lạnh nhạt, hắn thấy đối phương rất kiên cường và có lực, hai mắt đen trắng rõ ràng, nhãn cầu sáng rực. Trong lòng hắn chợt bùng sóng, hắn nhịn không được phải mắng mình một câu, con bà nó, mình đúng là mắt chó nhìn người thấp. Có bạn bè từ xa đến, chúng ta phải đi ra nghênh đón mới hợp lẽ. Lưu Thành Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn quyết đoán cho ra quyết định tan họp. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Thành Quân, sáu vị phó chủ tịch cùng nhau đi đến phòng khách của khối chính quyền huyện Lô Bắc. Lúc này Tần Thọ Sinh và chủ nhiệm văn phòng Hạ Kiến Nhân đang ngồi yên uống trà, khi thấy nhóm Lưu Thành Quân đi vào thì Tần Thọ Sinh đã đứng lên dùng giọng nhiệt tình chào đón. Chủ tịch Lưu, tôi đến có chút đường đột, kính mong anh bỏ qua cho. Chương 173, em là phụ nữ của anh là mặt trời của em. Lưu Thành Quân đối mặt với hai bàn tay Tần Thọ Sinh đưa đến thì chợt dừng lại, trước nay Tần Thọ Sinh luôn nổi tiếng ngạo mạn khắp thành phố Hồng Ngọc, hai người cũng từng gặp mặt nhau, khi đó thái độ của Tần Thọ Sinh với Lưu Thành Quân rất hờ hững, bây giờ lại nhiệt tình làm cho Lưu Thành Quân có chút không thích ứng. Cũng may Lưu Thành Quân là người có kinh nghiệm quan trường, sau khi dừng lại một chút thì cũng bắt đầu thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng duỗi hai tay ra bắt chặt tay Tần Thọ Sinh, sau đó dùng giọng nhiệt tình và khách khí nói. Giám đốc Tần có thể đại giá quang lâm xuống huyện Lô Bắc chúng tôi, thật sự là làm cho kẻ hèn này cảm thấy vẻ vang. Trước kia đến thành phố Hồng Ngọc không có cơ hội, bây giờ anh đến đây cũng nên cho tôi một cơ hội, để cho tôi có thể tận tình địa chủ. Lưu Thành Quân bắt chặt hai tay của Tần Thọ Sinh giống như bạn bè lâu năm không gặp, đám người Vương Tử Quân đi theo sau lưng của Lưu Thành Quân cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giám đốc Tần, đây là phó chủ tịch thường vụ Đỗ Tự Cường của huyện Lô Bắc chúng ta. Lưu Thành Quân nói, sau đó hắn chỉ vào Đỗ Tự Cường rồi giới thiệu. Tần Thọ Sinh thấy Đỗ Tự Cường duỗi hai tay ra, hắn cũng bắt tay người này theo kiểu chuồn chuồn lướt nước. Hắn khách khí với Lưu Thành Quân cũng là vì đối phương là chủ tịch huyện Lô Bắc, nếu như là trước kia thì hắn sẽ mặc kệ một vị quan thất phẩm tép diêu như thế này. Tần Thọ Sinh tuy vẫn tỏ ra nhiệt tình nhưng biểu hiện lại cứ như gần như xa. Nụ cười trên mặt cũng nhàn nhạt. Nhưng những vị phó chủ tịch cũng xem như thức thời, đối phương trước nay cực kỳ kiêu ngạo, thế nào lại khách khí với mình. Thế nên sau khi bắt tay thì Đỗ Tự Cường nhanh chóng lui ra, sau lưng hắn chính là Tôn Hạo. Tôn Hạo dù rất căm tức vì Tần Thọ Sinh đến đây giống như cho hắn một bạt tai, nhưng lúc này hắn cũng tự hiểu lấy, cũng không dám trêu chọc nhân vật có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Hồng Ngọc như Tần Thọ Sinh. Khi thấy Tần Thọ Sinh bắt tay với Đỗ Tự Cường xong, hắn vội vàng vươn tay ra, lại dùng giọng nhiệt tình nói. Tôi là phó chủ tịch Tôn Hạo của huyện Lô Bắc, hoan nghênh anh đến làm khách. Trên mặt Tần Thọ Sinh vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng lúc này giữa hai hàng chân mày đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng tất cả đều đã rơi vào trong mắt của chủ nhiệm Hạ Kiến Nhân ở phía sau. Hạ Kiến Nhân là kẻ tám mặt lung linh, nào không thấy lãnh đạo của mình đang mất hứng. Ông chủ mất hứng thì hậu quả rất nghiêm trọng, khi thấy Tôn Hạo đứng ra vươn hai tay với lãnh đạo của mình. Hạ Kiến Nhân nhanh chóng tiến lên, hắn bắt chặt tay Tôn Hạo, sau đó nói một tiếng nghe danh đã lâu. Tôn Hạo vốn đang đứng nở nụ cười nhưng vẻ mặt nhanh chóng trở nên khó nhìn, dù Hạ Kiến Nhân tỏ ra nhiệt tình như lửa nhưng quy cách lại khác biệt rõ ràng, Tần Thọ Sinh người ta căn bản không muốn bắt tay mình lại là người áp mặt nóng lên mông lạnh. Nếu như là lúc bình thường thì Tôn Hạo đã sớm nổi giận, nhưng bây giờ đối mặt với một Tần Thọ Sinh có quan hệ thân thiết với bí thư thị ủy thì hắn cũng không dám. Tần Thọ Sinh có thể điều vị bí thư huyện ủy Lô Bắc trước kia đến khối mặt trận tổ quốc thị ủy, mình chỉ là một vị phó chủ tịch huyện, không phải chỉ là một cái búng tay sẽ xong đời sao.
Những vị phó chủ tịch khác thấy hoàn cảnh của Tôn Hạo thì cũng thức thời không dám vươn tay ra, chỉ gật đầu chào hỏi Tần Thọ Sinh mà thôi. Tần Thọ Sinh mãi dùng ánh mắt dò xét nhìn ra sau lưng Lưu Thành Quân, hắn chưa từng gặp mặt Vương Tử Quân, cũng không biết trong số vài vị phó chủ tịch thì vị đại thần tạo ra áp lực khủng bố cho mình là ai. Hắn nghi ngờ một lúc lâu, cuối cùng mới dứt khoát hỏi thẳng. Chủ tịch Lưu, không biết vị nào là chủ tịch Vương? Dù Tần Thọ Sinh nói rất bình thường nhưng người khác nghe vào trong tai thì lại mẫn cảm cảm nhận được ý nghĩa nịnh nọt. Tiền Diễm Lệ nãy giờ luôn đưa mắt đánh giá Tần Thọ Sinh, nàng cũng không quên cười ngọt ngào, tìm cơ hội khoe khoang vẻ đẹp của mình. Đã nhiều năm qua nàng lợi dụng nguyên tắc kết giao nam nữ khác phái để luôn chiếm được những sự quan tâm đặc thù, nàng tin trên đời này không có chó không ăn thịt, không có mèo không ăn vụng. Không ngờ Tần Thọ Sinh lại giống như không thấy nàng, thế là không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đứng đó không tỏ ra sợ hãi, hắn hồn nhiên không phát hiện ra tình huống mình bị mọi người chú ý. Tử Quân, anh đến đây ra mắt giám đốc Tần. Lưu Thành Quân dù không thoải mái nhưng vẫn phải vẫy tay với Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Nhưng Vương Tử Quân còn chưa kịp tiến lên phía trước thì Tần Thọ Sinh đã nhanh chóng đi hai bước đến trước mặt Vương Tử Quân, tấm lưng thẳng thớm của hắn vừa rồi không khỏi có hơi khom xuống. Ôi, Chủ tịch Vương, những ngày trước thật sự thất lễ. Anh đi đến nhà máy đúng lúc tôi đi công tác bên ngoài, vì thế mà chiêu đãi không chu toàn, làm anh chậm trễ, kính xin anh bao dung tha thứ. Vương Tử Quân vừa mới duỗi tay ra thì Tần Thọ Sinh đã nhanh chóng vươn hai tay giữ chặt lấy, sau đó lại dùng sức rung lắc. Nhóm người Lưu Thành Quân có thể trở thành chủ tịch và phó chủ tịch huyện Lô Bắc thì đều là người thành tinh, khi thấy thái độ của Tần Thọ Sinh lúc này và trước đó như hai người khác biệt thì lập tức cho ra một kết luận. Đó là hôm nay Tần Thọ Sinh sở dĩ đến trả tiền nợ cũng là vì Vương Tử Quân mà thôi. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, hắn dùng giọng hời hợt nói. Đây chỉ là vài chuyện nhỏ, giám đốc Tần không nên cứ đặt nặng trong lòng. Tần Thọ Sinh nhìn người thanh niên với gương mặt không chút gợn sóng sợ hãi mà thầm kêu lên một tiếng may mắn, thật sự quá may mắn, may mà mình không vì tức giận váng đầu. Xem ra người này có hậu trường không nhỏ. Hơn nữa khí độ thế này muốn chơi mình không phải là chuyện từng phút từng giây sao. Vô tình ý nghĩ cố gắng bù đắp quan hệ với Vương Tử Quân chợt bùng lên trong đầu Tần Thọ Sinh. Chủ tịch Vương, tôi đã hiểu tình huống chúng tôi thiếu nợ, đúng là thật sự hổ thẹn. Để bày tỏ lòng hối lỗi của nhà máy rượu Hồng La Xuân, đảng ủy nhà máy chúng tôi đã nghiên cứu và cho ra quyết định, đó là giúp đỡ khối chính quyền huyện Lô Bắc một chiếc xe mới để sử dụng cho việc đi lại. Tần Thọ Sinh nắm chặt hai tay của Vương Tử Quân. Sau đó dùng giọng chân thành và đầy toan tính nói. Tần Thọ Sinh nói làm cho đám người Lưu Thành Quân chợt ngây ngốc, Tần Thọ Sinh này không những trả tiền nợ, còn đến tặng xe. Lưu Thành Quân tự nghĩ mình không có sức quyến rũ nhân cách mạnh mẽ như vậy để cho Tần Thọ Sinh phải hạ mình, bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông cũng không được như vậy, thế cho nên chỉ có một loại giải thích người ta đến vì Vương Tử Quân. Tuy trên danh nghĩa là tặng xe cho khối chính quyền huyện Lô Bắc, nhưng thực tế người nơi đây đều biết rõ ý tứ của Tần Thọ Sinh, đó là muốn tặng xe cho Vương Tử Quân. Lưu Thành Quân càng tỏ ra nghi hoặc, Vương Tử Quân này là cây lớn dễ sâu thế nào? Đã sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ ra sao với giám đốc nhà máy rượu Hồng La Xuân? Lưu Thành Quân chợt ý thức được trong nhóm thành viên ban ngành khối chính quyền có một nhân tố không ổn định, nhưng đây không phải là chuyện tốt với mình sao? Hắn là một vị chủ tịch huyện. Trước nay bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông lại đi gần với phó chủ tịch thường vụ Đỗ Tự Cường, nếu như Vương Tử Quân có bản lĩnh lớn như vậy, mình sao không mượn tay người khác để lợi dụng. Vì đến để trả tiền, thế cho nên sau đó hai bên nói chuyện với nhau rất hợp ý, Tần Thọ Sinh ngồi trên vị trí chủ vị dành cho khách, đối diện với hắn chính là Lưu Thành Quân, mà bên cạnh hắn lại chính là Vương Tử Quân. Nếu dựa theo sắp xếp của khối chính quyền huyện Lô Bắc, vị trí của Vương Tử Quân phải là cuối cùng, nhưng Tần Thọ Sinh không chịu. Cứ tự quyết định vị trí như vậy. Sau khi hai bên bàn luận xong thì đạt thành nhận thức chung, giữa trưa thì bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông cũng vội vàng chạy từ thị ủy về huyện Lô Bắc, lão cố ý mở tiệc chiêu đãi Tần Thọ Sinh ở nhà khách huyện ủy, mời tất cả thường ủy cùng tham gia. Trên bữa tiệc, các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc đều có biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, mà đoàn người đến từ nhà máy rượu Hồng La Xuân cũng tỏ ra rất tích cực, bầu không khí bữa tiệc tất nhiên sẽ càng thêm hòa hợp, khách và chủ đều vui vẻ. Chỉ là sau bữa tiệc rượu, điều làm cho mọi người nói chuyện say sưa chính là giám đốc nhà máy Hồng La Xuân là Tần Thọ Sinh lại đứng lên uống rượu nhận lỗi. Vào lúc kết thúc bữa tiệc, Tần Thọ Sinh dùng lời nhãn nhặn từ chối lời mời nâng ly với tất cả mọi người, hắn tự mình cầm ly rượu đến trước mặt Vương Tử Quân,
sau đó xếp ba ly rượu thành một hàng và uống cạn. Theo những gì mà nhân viên tham gia bữa tiệc nói lại, Chủ tịch Vương vẫn luôn mỉm cười, cũng không mở miệng nói nhiều, trước sau chỉ có ba câu, đó là, đừng khách khí, không cần khách khí. Khách đi chủ nhà đưa tiễn, Tần Thọ Sinh uống đến mức say mèn được Hạ Kiến Nhân dìu vào trong xe, nhưng một chiếc Santana mới tinh lại được để lại cho khối chính quyền huyện Lô Bắc. Chiếc xe mới tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời bùng lên những luồng sáng màu vàng, giống như một cô gái trang điểm đẹp đẽ đứng đó, ai đi ngang qua cũng không khỏi đưa mắt nhìn. Những năm qua huyện Lô Bắc luôn thiếu hụt tài chính, theo lời của bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông, chính là bố chồng đeo giày của con dâu, chuyện tiền bạc rất căng thẳng. Vì vậy mà chiếc xe của bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông cũng thường xuyên bị hư hỏng, bây giờ có một chiếc xe mới được đưa đến, rõ ràng sẽ sinh ra một lực hấp dẫn không nhỏ, đám lãnh đạo huyện Lô Bắc không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng đó là ý nghĩ của đám lãnh đạo huyện ủy, Vương Tử Quân cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn ngồi trong phòng làm việc mà cảm thấy đau đầu, hôm nay Tần Thọ Sinh uống cạn ba ly rượu phạt trên bàn rượu, điều này tuy hắn không muốn nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn phải đáp lễ, xem như tiếp nhận lời xin lỗi chân thành của Tần Thọ Sinh. Nghe nói người trong quan trường chức vị càng lớn thì tửu lượng sẽ ngày càng giảm, vì anh nghĩ xem, khi anh lên làm quan lớn thì đâu còn ai dám ép rượu anh. Tất nhiên nếu trên bàn tiệc còn có vị lãnh đạo cấp bậc cao hơn anh, như vậy cũng đừng nói nhiều. Tần Thọ Sinh đến đây với ý nghĩ gì thì Vương Tử Quân biết rất rõ, hắn vốn cũng không có ý làm khổ đám lãnh đạo nhà máy rượu Hồng La Xuân, bây giờ Tần Thọ Sinh đã cúi đầu chịu thua, hắn tất nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt, không phải ai cũng phải có lòng khoan dung sao. Alo, em đang ở chỗ nào? Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Hồng Cầm. Chồng, có phải anh đang nhớ đến em không? Em cũng đang rất nhớ anh. Những âm thanh dịu dàng liên tục vang lên giống như kích thích những ý nghĩ khác lạ đang bành trướng trong lòng Vương Tử Quân. Tần Hồng Cẩm chỉ cần đợi hắn gọi điện thoại là nhanh chóng dùng ngôn ngữ để kích thích. Có câu nói rượu đi bên cạnh sắc, Vương Tử Quân vốn uống nhiều rượu, bây giờ nghe Tần Hồng Cẩm nói như vậy thì trong đầu chợt xuất hiện hai cặp chân dài thon thả, lửa nóng bắt đầu bốc lên hừng hực. Chồng, có phải nhớ em rồi không? Tần Hồng Cẩm giống như một con cáo đang ăn trộm gà, nàng vừa nói vừa cười. Vương Tử Quân rất muốn vung tay đánh mạnh vào mông cô gái có gan kích thích mình một trận, nhưng đáng tiếc là hắn chưa có thần thông đánh người thông qua điện thoại, chỉ có thể mở miệng nói. Em đợi đó cho anh, xem khi về anh sẽ cho em biết tay thế nào, nhất định phải cho em cầu xin tha thứ mới xong. Vương Tử Quân nói lời ác độc mà chỉ đón nhận những nụ cười nũng nịu từ Tần Hồng Cẩm mà thôi. Hồng Cẩm, chuyện kia xem như bỏ qua đi. Vương Tử Quân lúc này cố gắng áp chế lửa nóng trong lòng, hắn khẽ nói. Hừ, hắn ta dám ức hiếp chồng em, sao có thể đơn giản bỏ qua như vậy? Người ta còn chuẩn bị nhiều thủ đoạn, chuẩn bị trêu tức hắn một trận. Giọng điệu mềm mại của Tần Hồng Cẩm giống như đang làm nũng, nếu những lời này rơi vào trong tai của giám đốc Tần Thọ Sinh, chỉ sợ đối phương sẽ có tâm tư nhảy lầu tự vận. Tần Thọ Sinh không những trả tiền mà còn tặng một chiếc xe. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn dùng giọng nước chảy mây trôi nói. Tặng một chiếc xe không là vấn đề gì với hắn. Nhưng này chồng, nếu cứ bỏ qua như vậy thì thật sự là quá dễ dàng với tên kia rồi. Tần Hồng Cẩm dựa lưng lên ghế làm việc của mình, nàng vừa siết chặt một bàn tay nhỏ vừa dùng giọng hung hăng nói. Vương Tử Quân khẽ gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ phụ nữ quả nhiên khó thể cân nhắc, người phụ nữ này đối với mình thì mềm mại như nước nhưng đối mặt với kẻ đắc tội với mình thì lại ra tay cực kỳ hung ác. Nhưng cũng vì vậy mà hắn sinh ra cảm giác ngọt ngào, vui vẻ. Được rồi, không cần tiếp tục hồ đồ. Vậy thì thôi, chồng này, hắn ta tặng xe cho anh, vậy sau này anh cũng không cần ngồi chiếc xe nát kia nữa chứ. Tần Hồng Cẩm trước nay rất chú ý đến tình cảnh của Vương Tử Quân, trước đó nàng chuẩn bị mua cho hắn một chiếc Toyota nhập khẩu để đi lại, nhưng lại bị hắn mắng cho một trận. Điều này cũng chưa chắc. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vấn đề mình ngồi xe gì. Sao lại như vậy, chồng, lần này anh có cống hiến lớn cho huyện Lô Bắc, không những thu về một khoản tiền nợ. Còn được tặng một chiếc xe. Chưa nói đến chuyện tăng thể diện cho huyện Lô Bắc, còn giải quyết một vấn đề cực kỳ khó khăn, chỉ cần không phải là tên ngốc thì ai cũng biết xe này là món quà nhận lỗi của Tần Thọ Sinh, bọn họ ai dám cướp xe với anh. Dù hai bên đang ở xa nhau nhưng Vương Tử Quân nhất định cũng có thể tưởng tượng ra hình tượng tức giận như một con sư tử của Tần Hồng Cẩm ở đầu dây bên kia, trong lòng cũng bùng lên cảm giác ngọt ngào. Trên phương diện tình cảm thì đàn ông cảm thấy kiêu ngạo nhất vì điều gì? Anh có thể không cao,
không có bạc triệu nhưng vẫn có thể là mặt trời của một cô gái nào đó. À, chính quyền không phải là xí nghiệp, cái gì cũng có sự phân biệt rõ ràng. Chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy còn phải dùng xe cũ nát, anh là một tên phó chủ tịch mới đến nhận chức mà dùng xe mới thì thật sự khó thể chịu đựng được, như vậy là quá rêu rao. Em không nhớ câu nói an phận chính là khoe khoang nhất sao? Vương Tử Quân khẽ gõ bàn rồi dùng giọng thản nhiên nói. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tử Quân vội vàng nói một tiếng vào trong điện thoại. Em à, có người đến, sau này chúng ta nói chuyện sau. Thế là Vương Tử Quân cúp điện thoại. Chủ tịch Vương, Bí thư Hầu và Chủ tịch Lưu mời anh qua có chuyện. Tôn Hạ Châu cung kính đến trước bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Chương 174, chán tướng quân có thể phi ngựa, bụng có thể chống thuyền. Tin tức Tần Thọ Sinh tự mình chạy đến huyện Lô Bắc trả nợ đã nhanh chóng truyền khắp huyện thành. Người huyện Lô Bắc trước nay đều biết chuyện nhà máy rượu Hồng La Xuân nợ tiền không trả, thậm chí vị bí thư tiền nhiệm vì đòi nợ mà bị ép đến dưỡng lão ở khối mặt trận Tổ quốc thị ủy. Rất nhiều người thậm chí còn hận đến mức ngứa răng vì nhà máy rượu Hồng La Xuân lũng đoạn thị trường rượu, thế cho nên mọi người thường cùng nhau mở miệng mắng chửi. Nhưng dù thế nào, nếu so sánh thì địa vị của nhà máy rượu Hồng La Xuân vẫn mạnh mẽ hơn bất kỳ một thế lực nào dưới huyện, có sự chênh lệch rất lớn. Vì thế mà đám cán bộ huyện Lô Bắc chỉ có thể vừa uống rượu Hồng La Xuân vừa mắng Tần Thọ Sinh là xúc sinh mà thôi. Nhưng đây chỉ là vài lời quen miệng trong quan trường, nước miếng cũng không thể dìm chết người, Tần Thọ Sinh lại càng phát triển tốt, công ty rượu Hồng La Xuân vẫn ngày càng ăn nên làm ra. Không ngờ vị phó chủ tịch huyện Tiểu Vương vừa đến nhận chức, đến nhà máy một chuyến, chưa nói đến chuyện làm cho Tần Thọ Sinh trả tiền nợ, còn đưa đến một chiếc xe sáng bóng. Mọi người nhìn vào sự kiện này giống như mới trải qua một trận chiến và địch bại ta thắng vậy, ai cũng nói về nó say sưa không biết mệt, uy tín của Vương Tử Quân cũng tăng tiến mạnh mẽ, có nhiều cán bộ tỏ ra kính trọng vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia hơn. Tôn Hạ Châu là một khoa viên không được coi trọng ở văn phòng khối chính quyền huyện, cũng vì trước đó thường phục vụ Vương Tử Quân nên cũng bị người ta nói ra vào. Nhưng không ngờ vừa rồi vào lúc rảnh rỗi lại có 10 vị đồng sự đến uống nước và mở miệng chào hỏi. Chủ tịch Vương, anh nên đi ngay bây giờ thì hơn. Tôn Hạ Châu thấy Vương Tử Quân vẫn ngồi trước bàn làm việc điềm nhiên như không, hoàn toàn không đứng lên đi gặp chủ tịch huyện, hắn sợ chủ tịch huyện chờ sốt ruột nên dùng giọng chú ý để nhắc nhở. Biết là vì chuyện gì không? Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, hắn mở miệng hỏi. Hình như là vấn đề chiếc xe. Tôn Hạ Châu căn bản nói gọn gàng dứt khoát không chút do dự. Bây giờ hắn đã hoàn toàn là một người của Vương Tử Quân, tất nhiên hắn sẽ không bao giờ che giấu chủ nhân của mình bất kỳ vấn đề gì. Sau khi nghe xong câu trả lời của Tôn Hạ Châu, Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ. Chuyện xe cộ ở khối chính quyền huyện Lô Bắc là rất khó khăn, đây là điều quá rõ ràng, chính hắn cũng bị kéo vào bên trong. Dù nghèo cũng không thể thiếu xe cho lãnh đạo đi lại. Nhưng có nhiều cán bộ đi xe nhờ của các đơn vị tuyến dưới. Thử nghĩ xem, xe công thì có nhưng lại không phải là xe riêng của bất kỳ ai, mà ai cũng chẳng hy vọng có chiếc xe của mình để ngồi lên cho thoải mái, hơn nữa bây giờ lại có một chiếc xe mới cóng đang dựng ngoài kia. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói Bí thư Trần, Bí thư Quách, Bí thư Tả đều ở trong phòng làm việc của Bí thư Hầu, xem ra bọn họ đều có ý với chiếc xe kia. Tôn Hạ Châu giúp Vương Tử Quân phủi bụi trên vai rồi khẽ nhắc nhở. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhấc chân đi đến cửa ra vào, đúng lúc đi đến cửa thì hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Tôn Hạ Châu rồi nói. Tiểu Tôn, làm rất tốt. Tuy chỉ là 5 chữ đơn giản nhưng lại làm cho gương mặt Tôn Hạ Châu có hơi đỏ hồng tràn đầy kích động. 4 chữ kia có nghĩa là gì? Đó là Chủ tịch Vương cho ra lời khẳng định với những gì mình đã làm. Bây giờ uy tín của Chủ tịch Vương ở trong huyện đang tăng lên vùn vụt, sau này sẽ có quyền lên tiếng, cũng sẽ có thể cho ra nhiều quyết sách. Đối với mình thì đây không phải là một chuyện hạnh phúc tuyệt vời sao? Tôn Hạ Châu há hốc miệng, hắn muốn nói lời cảm tạ lãnh đạo, thế nhưng ngẩng đầu lại phát hiện hình bóng của Vương Tử Quân đã biến mất trong tầm mắt. Hắn vội vàng chạy theo Chủ tịch Vương, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng phục vụ Chủ tịch Vương cho tốt. Hầu Thiên Đông là bí thư huyện ủy, tất nhiên phòng làm việc sẽ rộng rãi và khí phách hơn của Vương Tử Quân. Trong phòng có một chiếc bàn dài khoảng 5 mét, có một bộ sa lông màu đen. Cả phòng bừng bừng khí phách của lãnh đạo. Chủ tịch Vương đến rồi đấy à, mời ngồi. Hầu Thiên Đông thấy Vương Tử Quân gõ cửa đi vào thì nhấc mông lên khỏi ghế, sau đó tỏ ra nhiệt tình trước nay hiếm có. Vương Tử Quân không phải là lần đầu tiên đến phòng làm việc của Hầu Thiên Đông,
Vài lần trước hắn đến thì Hầu Thiên Đông bận rộn xem văn kiện, cũng chỉ gật đầu không đếm xỉa đến hắn, không có dấu hiệu sẽ đứng lên. Bây giờ Hầu Thiên Đông có thể khách khí với Vương Tử Quân như vậy, điều này nói rõ vị lãnh đạo đứng đầu huyện Lô Bắc đã tự giác đề cao vị trí của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cười, chỉ nói một câu bí thư cứ bận rộn, sau đó hắn gật đầu chào hỏi Chủ tịch Lưu Thành Quân, Phó Bí thư Trần Lộ Giao, Quách Vạn Xuân và Tả Minh Phương. Bốn người này đối mặt với nụ cười của Vương Tử Quân thì cũng chỉ nở nụ cười tương đối, chỉ cần nhìn vào mắt bọn họ thì hắn biết sau này mình không còn là một vị phó chủ tịch trẻ tuổi được treo tít lên cao, mình đã chính thức gia nhập vào trung tâm quyền lực của huyện Lô Bắc và đang dần được tiếp nhận. Chủ tịch Vương, lúc này cậu đã lập nên đại công, không những thu được tiền nợ, còn được người ta tặng một chiếc xe, nếu nói ra thì thật sự là một tấm gương sáng cho cả huyện Lô Bắc. Giọng điệu của Hầu Thiên Đông khá lớn, rất có khí phách, lại giống như vang vọng giữa núi đồi. Sau khi nghe xong những lời khích lệ của Hầu Thiên Đông, Vương Tử Quân khoát tay rồi cười nhạt một tiếng nói. Bí thư Hầu, đây là anh khích lệ tôi, xe lửa chạy nhanh cũng vì có đầu tàu kéo đi, nếu không có sự lãnh đạo chính xác từ huyện ủy và khối chính quyền huyện, chỉ dựa vào sức một mình tôi, nào có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Người ta nào biết rõ Vương Tử Quân tôi là ai? Tôi không sợ Tần Thọ Sinh vì tôi đại biểu cho huyện Lô Bắc, đằng sau tôi không phải còn có anh và Chủ tịch Lưu làm hậu thuẫn sao? Vương Tử Quân nói rất thành khẩn, vì vậy mà Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đều cười lên ha hả, hai người liên tục gật đầu, giống như hai người đã thật sự giúp đỡ Vương Tử Quân rất nhiều trong sự kiện đi đòi nợ trước đó. Nhưng có một việc mà bọn họ lại thầm hiểu, chính là đám cán bộ huyện ủy và khối chính quyền huyện thật sự không tính là cái thá gì trong mắt của đám người nhà máy rượu Hồng La Xuân. Dù hai ngọn núi chắn sau lưng Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân tự mình xuất mã cũng chẳng đáng để Tần Thọ Sinh liếc mắt nhìn. Chủ tịch Vương, dù thế nào thì cậu cũng là công thần của huyện Lô Bắc chúng ta, tiền là cậu lấy về, xe cũng là người ta tặng cho cậu, tôi thấy thế này, xe này do cậu sử dụng. Hầu Thiên Đông tỏ thái độ, nói lời cực kỳ có nghệ thuật, trước tiên cậu sử dụng, cũng không phải là chiếc xe này thuộc về cậu. Vương Tử Quân vừa thầm oán Hầu Thiên Đông quá xảo quyệt vừa mở miệng nghĩ một đằng nói một nẻo. Bí thư Hầu, người ta nhận lỗi với huyện Lô Bắc chúng ta, anh là bí thư huyện ủy, xe này phải do anh sử dụng mới tính là dùng đúng chỗ, mới có thể biểu hiện đầy đủ hình tượng của huyện Lô Bắc chúng ta. Vương Tử Quân nói lại làm cho Hầu Thiên Đông cười lớn, nụ cười quẩn quanh, kéo dài không tan. Bây giờ lão đã thật sự có hảo cảm với vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia, đây đúng là một con rồng nhỏ, là anh hùng có được giãn được. Chỉ sau nháy mắt thì lão thật sự sinh ra khá vọng kết giao và tìm hiểu lai lịch của tên thanh niên kia, tất nhiên lão cũng muốn ngồi chiếc xe mới được tặng. Nhưng Hầu Thiên Đông dù thế nào cũng phải có sự thương lượng với Lưu Tuấn Phong, thế nên trong lòng thầm thở dài và ngoài miệng lại nói. Chủ tịch Vương, cậu cũng đừng nghĩ đến tôi và Chủ tịch Lưu, hai chúng tôi đều đã thương lượng, xe chúng tôi sử dụng đã lâu, cũng đã quen rồi, cũng không tốt khi đổi xe. Nếu cậu đã từ chối chiếc xe này, vậy theo ý cậu thì nên cho vị lãnh đạo nào sử dụng thì tốt. Hầu Thiên Đông nói làm cho ba vị phó bí thư không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Tử Quân. Thấy ánh mắt sáng ngời như ánh điện của ba vị phó bí thư, Vương Tử Quân thầm nghĩ, Hầu Thiên Đông ơi là Hầu Thiên Đông, anh không phải đang muốn trêu đùa tôi sao? Loại chuyện vừa lung lạc vừa đắc tội với người như thế này, tôi sao có thể cho ra quyết định được? Nhưng Vương Tử Quân cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đây là một sách lược của Hầu Thiên Đông, để cho mình đắc tội với người, sau này sẽ có hai vị phó bí thư ngáng chân mình, chính mình không phải càng thêm tích cực dựa vào Hầu Thiên Đông sao? Con bà nó, đúng là âm hiểm. Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn thầm mắng Hầu Thiên Đông là cáo giả, nhưng lúc này cáo giả đã ra chiêu, hắn không thể không tiếp chiêu. Bí thư Hầu, loại sự việc này đáng lý không phải do tôi nói ra, nhưng nếu anh đã phân phó thì tôi cũng sẽ nói ra vài lời có lẽ không quá tốt. Nếu anh cảm thấy đúng thì có thể tiếp thu, nếu không thích hợp thì anh cứ xem như tôi chưa nói. Vương Tử Quân cũng không chối từ, vì từ chối rõ ràng là bó tay bó chân chính mình, thật sự không phóng khoáng. Hắn đã có kế hoạch, thế là khẽ cười và dùng giọng nghiêm trang nói. Tôi cảm thấy thế này, chiếc xe nên dành cho Chủ tịch Tằng của Hội đồng Nhân dân huyện, vì sự phát triển của huyện Lô Bắc mà Chủ tịch Tằng đã cống hiến nhiều năm, vì thế chúng ta cũng nên cho ra đãi ngộ đặc thù. Hơn nữa nếu chúng ta chuyển xe cho Hội đồng Nhân dân huyện, như thế sẽ nói rõ huyện ủy chính quyền chúng ta cực kỳ coi trọng sự công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân. Tăng Nhất Khả, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân chợt tỏ ra vui mừng, thật ra hai người bọn họ cũng rất đau đầu khi phải phân phối chiếc xe cho ba vị phó bí thư,
nhưng nếu trao xe cho Tằng Nhất Khả, như vậy tình huống sẽ khác hẳn. Tằng Nhất Khả tuy là chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, nhưng nếu nói về lý lịch thì còn mạnh hơn cả ba vị phó bí thư ở đây, hơn nữa năm xưa phó bí thư Trần Lộ Giao cũng chính là thủ hạ của chủ tịch Tằng Nhất Khả. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đều cho ra quyết định trong nháy mắt, đồng thời bọn họ cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, càng có thêm chút hiểu biết về vị phó chủ tịch trẻ tuổi này. Trên mặt Vương Tử Quân bùng ra khí chất nghiêm nghị, biểu hiện lại cực kỳ thân thiết và hiền hòa. Hầu Thiên Đông thấy vậy thì càng cảm khái, tên thanh niên này đúng là quá hay, phương án như vậy nhìn qua là đắc tội với ba vị phó bí thư, nhưng nói trắng ra cũng không đắc tội với ai, vì thế mà chuyện nhỏ nhặt lần này sẽ được mọi người cho qua. Bí thư Trần, anh xem đề nghị của Chủ tịch Vương là thế nào? Hầu Thiên Đông dù đang trưng cầu ý kiến thế nhưng giọng điệu lại giống như đang khẳng định. Trần Lộ Giao nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lúc này hắn mới cười híp mắt nói. Chủ tịch Vương thật sự suy nghĩ chu đáo, Chủ tịch Tằng đã lao tâm lao lực vì huyện Lô Bắc chúng ta nhiều năm, chúng ta cũng nên có đãi ngộ với các đồng chí lão thành, vì thế tôi cảm thấy ý kiến kia là rất tốt. Tả Minh Phương thấy Trần Lộ Giao mở miệng như vậy cũng nhanh chóng tỏ thái độ. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Vương. Quách Vạn Xuân tuy cũng rất muốn có xe mới nhưng việc đã đến nước này thì cũng biết có tranh cãi cũng vô dụng. Nếu hai đối thủ đã có biểu hiện sảng khoái như vậy, chính hắn cần gì phải biểu hiện nhỏ mọn. Hơn nữa hai người kia cũng không được dùng xe mới, thế là ba người lại trở nên cân đối. Sau khi ba vị phó bí thư gật đầu đồng ý thì sự việc cứ như thế mà được quyết định, Hầu Thiên Đông vỗ đầu thỏa mãn, lão dứt khoát nói. Chủ tịch Vương, có công sẽ ban thưởng, dù thế nào cũng phải đề cao tính tích cực của các vị đồng chí mới được. Tôi thấy thế này, Chủ tịch Lưu, sau khi Chủ tịch Tằng có xe mới. Như vậy chiếc xe cũ của Chủ tịch Tằng sẽ giao cho Chủ tịch Vương sử dụng, anh thấy thế nào? Lưu Thành Quân cũng biết về chiếc xe Santana cũ của Chủ tịch Tằng, hắn nghe thấy bí thư huyện ủy đề nghị như vậy thì tất nhiên cũng không có chút dị nghị, hắn cười sảng khoái nói. Tôi thấy như vậy mới hay, Chủ tịch Vương, cậu cũng đừng nên khiêm tốn, cứ sử dụng là được. Ba vị phó bí thư cũng không có hứng thú gì với một chiếc Santana tồi tàn của Chủ tịch Tằng Nhất Khả, thế là cả đám đều mở miệng nói hay. Bắt Vương Tử Quân phải mời khách, mọi người cười cười nói, bầu không khí trong phòng cực kỳ hòa thuận và vui vẻ. Vương Tử Quân đứng trong xưởng của nhà máy in, hắn nghe thấy tiếng máy móc vận chuyển ầm ầm mà không khỏi sinh ra chút cảm giác tự hào. Hơn một tháng qua nhà máy in đã hoàn thành công tác thay đổi chế độ, huyện Lô Bắc giữ lấy 50% cổ phần, những phần còn lại sẽ do toàn thể công nhân viên nắm giữ. Lúc này Phó Giám đốc Đỗ Tử Đằng cũng đã thông qua tuyển cử công khai mà nhận lấy trách nhiệm làm lãnh đạo đứng đầu nhà máy in. Có tài chính 1 triệu rót vào, nhà máy in lại bắt đầu trở nên nóng hổi, cả nhà máy bùng lên sức sống thanh xuân phơi phới. Chủ tịch Vương, đây là nhãn mác và bao bì của nhà máy rượu Hồng La Xuân, nói ra cũng phải cảm ơn anh, nếu không có anh, chỉ sợ nhà máy Hồng La Xuân sẽ không liên lạc nghiệp vụ với chúng tôi. Đỗ Tử Đằng bây giờ có thể nói là tâm phục khẩu phục với vị phó bí thư trẻ tuổi Vương Tử Quân, chỉ cần Vương Tử Quân đến xưởng thì dù bận rộn thế nào cũng sẽ theo sát bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng chờ lãnh đạo đặt câu hỏi. Vương Tử Quân cười nhạt, hắn nhìn những công nhân vận hành máy móc và làm việc đâu vào đấy, tuy thấy sự kiện thay đổi chế độ lần này mình làm không mấy thành công nhưng ít nhất cũng đưa một xí nghiệp sắp phá sản tìm được sức sống, như vậy cũng xem như khá tốt rồi. Ăn một miếng sẽ không mập. Nhưng nếu muốn mập thì phải ăn từng miếng, coi như hắn đang tích lũy kinh nghiệm cho công tác thay đổi chế độ về sau. Còn vấn đề liên lạc nghiệp vụ giữa nhà máy Hồng La Xuân và nhà máy in thì hắn cũng hiểu rõ, vì chuyện này mà Tần Thọ Sinh trực tiếp gọi điện thoại đến, cũng nói muốn mời mình uống rượu. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu ý của Tần Thọ Sinh, sau khi Tần Thọ Sinh rời khỏi huyện Lô Bắc thì nhà máy rượu đã đưa đến siêu thị Quân Thành một lượng hàng lớn. Sau đó Vương Tử Quân còn thông qua quan hệ để cho đài truyền hình tỉnh làm một bài phóng sự về nhà máy rượu Hồng La Xuân, thế là nhà máy rượu càng có vẻ phát triển mạnh hơn. Tần Thọ Sinh cũng là một người rất có ý, sau khi nghe nói chiếc xe mình đưa đến đã được sử dụng cho Chủ tịch Tằng Nhất Khả, hắn cũng chỉ có thể cảm thán. Sau đó hắn mở lời, nói rằng sẽ tặng cho Chủ tịch Vương một chiếc xe mới, thuận tiện cho công tác, nhưng Vương Tử Quân đã nhanh chóng từ chối. Giám đốc Đỗ, anh không thể chỉ đưa mắt nhìn về phía nhà máy rượu Hồng La Xuân, anh cần đưa mắt nhìn ra thật xa. Nhà máy in của chúng ta cũng không nên chú tâm vào phương diện bao bì, anh cần phải làm cho sản phẩm thêm đa dạng, chỉ như vậy thì xí nghiệp mới có được một thị trường rộng. Vương Tử Quân vừa đi vừa thuận miệng nói. Tôn Hạ Châu đi sau lưng Vương Tử Quân và liên tục ghi chép,
những lời nói của Vương Tử Quân thật sự là một người đưa đường chỉ lối cho hắn, thế là vô tình hắn có một thói quen ghi chép lại những lời của Vương Tử Quân. Chương 175, đứng cao mới thấy xa. Đa nguyên hóa. Đỗ Tử Đằng khẽ gãi đầu, vẻ mặt mê hoặc, dưới yêu cầu của Vương Tử Quân, Đỗ Tử Đằng đã tranh thủ thời gian nạp điện cho chính mình, nhưng nói thật, hắn vẫn không hiểu rõ cái gì là đa nguyên hóa trong lời nói của Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân nhìn gương mặt ngây thơ của Đỗ Tử Đằng mà có chút bức bối, những người phản ứng chậm chạp thế này, sao có thể làm cho xí nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh. Lúc này là thời buổi kinh tế thị trường, người cầm lái phải nhìn đường thật chuẩn, không thể nào cứ vùi đầu vào kéo xe là xong. Giống như nhà máy in vào lúc này, chẳng qua không tìm được người thích hợp, nếu không thì Vương Tử Quân sợ rằng đã đuổi cổ Đỗ Tử Đằng rồi. Tuy Đỗ Tử Đằng là người an tâm chịu khó nhưng chỉ là một người có khả năng, căn bản là không phải nhân tài. Đa nguyên hóa sản phẩm, nói đơn giản chính là kinh doanh nhiều phương diện, ví dụ như bây giờ, sắp đến Tết âm lịch, các anh cần phải in thêm câu đối xuân. Nhưng câu đối xuân in ra cũng không tính là do mình đi bán, anh có thể liên lạc với ngân hàng, bưu điện, các đơn vị ban ngành để phục vụ cho tốt. Bọn họ không phải thích được nhận khuyến mãi vào dịp Tết sao? Như vậy chúng ta đặc biệt sản xuất sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt đáp ứng yêu cầu của bọn họ, hình thức cũng phải mới mẻ, có thể phản ánh được tầm quan trọng của đơn vị bọn họ, nội dung thì giống như quảng cáo vậy, như thế sẽ không lo nguồn tiêu thụ. Như vậy sẽ có lợi và hiệu quả hơn cách sản xuất bao bì của anh vào lúc này. Vương Tử Quân vừa nói vừa đi vào trong xưởng dạo chơi, Đỗ Tử Đằng theo sát sau lưng Vương Tử Quân, ánh mắt có hơi chút ngây ngốc. Bốp! Đỗ Tử Đằng vỗ tay thật mạnh lên đầu. Ôi, Chủ tịch Vương, ý tốt như vậy sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tôi đều quen biết các ngân hàng trong huyện, đồng thời cũng hiểu nhiều về bọn họ, chỉ cần lên tiếng kêu gọi thì bọn họ sẽ nhất định tình nguyện hợp tác với nhà máy của chúng ta, hì hì. Đỗ Tử Đằng đứng đó cười ngây ngô cũng không khỏi làm cho Vương Tử Quân cười theo, hắn lên tiếng. Giám đốc Đỗ, nếu anh muốn đẩy mạnh nhà máy phát triển, anh không nên bảo thủ, anh cần đưa mắt ra khỏi huyện Lô Bắc, anh phải can đảm đi ra ngoài, đưa mắt khắp thành phố Hồng Ngọc, thậm chí là xa hơn. Tất nhiên xí nghiệp phát triển thì quan trọng nhất là chất lượng, không nên tham gia những phi vụ mà chính mình hạ thấp chất lượng của mình. Vương Tử Quân nói và Đỗ Tử Đằng liên tục gật đầu, Tôn Hạ Châu cũng nhanh chóng múa bút, chỉ sau nháy mắt đã đầy một trang giấy. Vương Tử Quân đi ra ngoài xưởng, gió lạnh thổi đến vù vù, hắn phải dùng tay siết chặt áo khoác. Hắn nói với Đỗ Tử Đằng đang đi ở phía trước. Giám đốc Đỗ, anh đi mau lên, tôi muốn đến chỗ khác xem xét. Chủ tịch Vương, anh xem bây giờ đã đến lúc dùng cơm, anh đến cũng không nên đi mất, mong anh ở lại dùng bữa cơm rau dưa cùng chúng tôi, vì tất cả công nhân viên của chúng tôi đều xem anh như thần tiên cứu mạng. Đỗ Tử Đằng dùng giọng nhiệt tình mời Vương Tử Quân ở lại dùng cơm, hai tháng trước hắn còn lo lắng không biết Tết năm nay công nhân sẽ nhận được gì, nhưng có Chủ tịch Vương thì lo lắng đã không còn. Bây giờ có tài chính, có tiền lời, có nguồn tiêu thụ, điều này làm hắn thật sự cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Được rồi, anh cũng đừng quá cứng nhắc, tôi đã dùng cơm ở xưởng vài lần, giám đốc Đỗ không phải đều cho người đi ra quán cơm bên ngoài mua thức ăn sao? Anh tưởng rằng tôi dễ lừa gạt như vậy à? Nếu như cùng ăn uống với mọi người thì tốt, cũng đừng làm như vậy nữa, nếu không sẽ tạo nên hai thái cực khác biệt, dần dà sẽ phát sinh vấn đề. Vương Tử Quân nói rồi vỗ vai Đỗ Tử Đằng, hắn cười hì hì tiến vào ngồi trong chiếc Santana của mình. Tuy Vương Tử Quân phê bình Đỗ Tử Đằng chơi trò lừa gạt, nhưng nụ cười trên mặt Đỗ Tử Đằng lại càng thêm sáng lạn. Chủ tịch Vương nói như vậy làm hắn cảm thấy mình không phải là người ngoài, hơn nữa còn được xếp vào hàng ngũ thủ hạ của Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân ngồi sau xe, một luồng gió ấm thổi đến, tuy chiếc xe đã được Chủ tịch Tằng sử dụng nhiều năm, nhưng hệ thống điều hòa vẫn còn khá tốt. Vương Tử Quân nằm nghiêng người trên xe mà chợt nhớ đến một chuyện cười vừa được đọc vào vài ngày trước, nó trêu chọc mối quan hệ giữa bốn bộ ban ngành là Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Mẹ giải thích cho con như thế này, Đảng ủy chính là bố của con, cả ngày mặc kệ sống chết, chỉ biết mắng chửi người khác, Mặt trận Tổ quốc chính là mẹ của con. Cả ngày lại nhải nhưng không ai chịu nghe, nhưng Hội đồng Nhân dân thì lại khác, Hội đồng Nhân dân tương đương như ông nội của con, đừng nghĩ ông nội cả ngày chỉ biết xách lồng chim đi dạo mà không biết làm gì, nhưng ông trên danh nghĩa lại là chủ nhà, hoàn toàn có thể vung tay múa chân trong những chuyện lớn, khi nôn nóng có thể cậy già lên mặt, có thể tìm xương trong trứng gà, đâm thọc lung tung. Tuy đó chỉ là chuyện cười nhưng Vương Tử Quân cảm thấy lời so sánh kia là rất đúng,
nghĩ lại cẩn thận thì có thể thấy hình tượng đặc thù. Dù trong quan trường có một câu thế này để miêu tả hội đồng nhân dân, một năm không gặp, gặp mặt nắm chặt tay, lãnh đạo nói chuyện, dưới đài vỗ tay, đại hội biểu quyết, mọi người cùng giơ tay, nhưng nếu có kẻ ác ý thông đồng, đưa đẩy khó khăn, sợ rằng dù là ai cũng bất lực bó tay. Nói dễ nghe chính là khó thể thực hiện được ý đồ của đảng ủy, nói khó nghe chính là tính mạng chính trị bị ảnh hưởng. Một chiếc xe có thể là một công cụ tốt, lợi dụng hay thì sẽ là nước cờ đầu để lung lạc nhân tâm, lợi dụng sai lầm thì sẽ làm chính mình bị thương. Vì vậy mà Vương Tử Quân đưa xe mới cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hắn cũng thật sự có lo nghĩ cho mình, hơn nữa sự thật về sau đã chứng minh chiêu này của hắn thật sự có giá trị. Chủ tịch Tăng Nhất Khả thật sự rất hưởng thụ tình huống Vương Tử Quân tặng xe mới cho mình, lão đã 5 lần 7 lượt đứng trên trường hợp công khai nói tương lai của Phó Chủ tịch Vương sẽ là vô hạn. Chưa nói gì khác, chỉ cần nhìn vào cách xử lý sự việc của Vương Tử Quân thì thấy ngay, người ta có thể đi đòi nợ, hơn nữa còn làm việc với bộ dạng ẩn giấu, không phô trương, nhìn qua thì biết đó là nhân vật làm đại sự. Chủ tịch Tăng đã 3 lần tự mình đến khối chính quyền huyện cảm tạ Vương Tử Quân, còn trao cả xe cũ và lái xe cho Vương Tử Quân. Thái Thần Bân là cháu ngoại trai của Chủ tịch Tăng, vừa mới giải ngũ về trong năm nay, được anh Tăng nhận vào làm lái xe cho khối Hội đồng Nhân dân. Nhưng Hội đồng Nhân dân chỉ có một chiếc xe, vì vậy lái xe Thái Thần Bân cũng chỉ có thể ngồi không mà thôi. Bây giờ Hội đồng Nhân dân có xe mới, xe cũng đưa sang cho Vương Tử Quân, Tăng Nhất Khả thuận thế đưa cả xe và người sang cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân rất tán thưởng tên lái xe hơn 20 tuổi có khí chất của quân nhân như Thái Thần Bân, sau một tháng tiếp xúc thì hắn càng cảm thấy phù hợp. Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu đây? Thái Thần Bân rất tôn trọng một vị phó chủ tịch trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Hắn khẽ hỏi. Chương 176, thanh niên nếu xúc động sẽ là ma quỷ. Đi đến nhà máy cơ khí xem thế nào. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn thuận miệng nói. Sau khi thành công trong công tác thay đổi chế độ của nhà máy in, giám đốc Thẩm Kim Minh của nhà máy cơ khí tìm đến gặp Vương Tử Quân, yêu cầu Chủ tịch Vương cho nhà máy cơ khí một cơ hội thay đổi chế độ để thoát thai hoán cốt. Nhưng khoảng thời gian này Vương Tử Quân quá bận. Mà công tác thay đổi chế độ cũng không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành, vì thế mới mãi kéo dài đến tận bây giờ. Nói đến nhà máy cơ khí thì lúc đầu Vương Tử Quân còn có chút giật mình, cảm thấy một huyện thành nhỏ như con kiến của huyện Lô Bắc mà có một nhà máy cơ khí thì cũng quá ngạc nhiên. Nhưng sau khi tìm hiểu mới biết đây là nhà máy chuyên sản xuất máy kéo, tất cả mọi thứ đều nhập về từ bên ngoài, công việc chủ yếu của công nhân viên là lắp ráp mà thôi. Vì vấn đề nhãn hiệu và tiêu thụ nên nhà máy cơ khí luôn rơi vào tình huống khó khăn, nhà máy có hơn 200 công nhân, đến bây giờ đã nửa năm rồi chưa phát lương. Xe chạy trên đường huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân lại ném tâm tư của mình từ nhà máy cơ khí đến thành phố Giang Thị, đến bên Tần Hồng Cẩm, về đến những thời điểm hai người ở bên nhau. Những ngày trước hắn có về thành phố Giang Thị 2 lần, mỗi lần đều đến gặp Tần Hồng Cẩm. Người phụ nữ này như điên khùng, ôm lấy hắn không tha. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà mãi ngụp lặn cùng hắn, hàng đêm vui vẻ, hết sức thân mật, mãi đến thời điểm cuối cùng mới thỏa mãn buông tha cho hắn. Nhưng dù hắn nói thế nào thì Tần Hồng Cẩm cũng không chịu đồng ý, nàng không muốn cùng hắn về nhà gặp cha mẹ, điều này làm cho hắn không thể làm gì hơn được. Lần này Vương Tử Quân quay về nhất định sẽ kéo Tần Hồng Cẩm về nhà gặp mặt cha mẹ, dù tốt xấu gì cũng phải gặp bố mẹ chồng, hơn nữa Tần Hồng Cẩm lại xinh đẹp dịu dàng nết na như vậy. Hắn thầm quyết định và siết chặt nắm đấm, nghĩ đến hình tượng Tần Hồng Cẩm ngoan ngoãn nép vào lòng mình như một chú mèo nhỏ, hắn cảm thấy rất ngọt ngào. Trong xe rất ấm áp, Vương Tử Quân nhắm mắt lại một lát, sau phút chốc thì thần trí đã mơ hồ, giống như êm đềm chìm vào giấc mộng. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Vương Tử Quân, hắn mở mắt ra thấy Tôn Hạ Châu đang nghe điện thoại, thấy mình thức giấc thì Tôn Hạ Châu nói ngay. Chủ tịch Vương, văn phòng gọi điện thoại đến. Nói Chủ tịch Lưu muốn tìm anh. Lưu Thành Quân muốn tìm mình. Vương Tử Quân có hơi trầm ngâm, sau đó hắn nói với Thái Thần Bân. Tiểu Thái, quay xe lại, chúng ta về ủy ban. Trong phòng làm việc của Chủ tịch huyện Lưu Thành Quân, lúc này Lưu Thành Quân đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên hơi mập. Người này hơi lun, nhìn qua như một quả cầu, hắn đang thở phì phò giống như hít thở cũng tương đương với ngoại hình. Trên mặt hắn là nụ cười thường trực. Bộ dạng lúc nào cũng có thể tiếp nhận lời chỉ dạy. Chủ tịch Tử Quân đến rồi, mau mời ngồi. Lưu Thành Quân thấy Vương Tử Quân đi đến thì chỉ xuống vị trí bên cạnh rồi dùng giọng nhiệt tình nói. Vương Tử Quân chào Lưu Thành Quân một tiếng,
sau đó thuận thế ngồi xuống chiếc ghế sa lông ở gần bên Lưu Thành Quân. Người đàn ông trung niên như quả cầu thấy Vương Tử Quân ngồi xuống thì vội vàng chào hỏi. Chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân cũng coi như từng gặp qua người đàn ông trung niên này, đây là chủ nhiệm hội chữ thập đỏ huyện Lô Bắc tên là Bàng Tiểu Quang. Lúc này Bàng Tiểu Quang ngồi trong phòng làm việc của Lưu Thành Quân, chẳng lẽ có liên quan gì đến chuyện giúp đỡ người nghèo? Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì Lưu Thành Quân đã đốt một điếu thuốc rồi dùng giọng âm u hỏi. Chủ tịch Vương, anh biết một năm tôi sợ nhất là lúc nào không? Vương Tử Quân thật sự không ngờ Lưu Thành Quân lại hỏi như vậy, tuy trong lòng hắn đã có đáp án, thế nhưng hắn vẫn thản nhiên nói. Điều này thật sự không biết. Cậu không biết cũng được, giả vờ hồ đồ cũng được, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, tôi sợ nhất chính là lễ mừng năm mới. Cậu đứng bên ngoài thấy tôi làm chủ tịch huyện vinh quang vô hạn, nhưng thực tế thì chỉ là một quả trứng sáng bóng mà thôi, thật sự nhà nghèo khó thể chịu nổi. Đến Tết thì phải tìm cách để có tiền, ngoài trả nợ thì còn phải phát lương thưởng cho công nhân viên chức, cho người già trẻ nhỏ có một cái Tết êm ấm hạnh phúc. Nhưng chúng ta cũng không phải cái máy in tiền, muốn có được tiền cũng thật sự khó khăn. Vương Tử Quân chỉ cười nhạt, hắn cũng không tiếp nhận câu chuyện của Lưu Thành Quân, nhưng hắn cũng có ý nghĩ của mình, đó là Lưu Thành Quân gọi mình đến cũng chỉ vì tiền. Lưu Thành Quân thấy bộ dạng kim đâm không lủng của Vương Tử Quân thì biết rõ đối phương đã có quyết tâm, mình nói không rõ thì nhất định sẽ mãi giả vờ hồ đồ. Hắn đã từng nói với vài vị phó chủ tịch khác, nhưng bọn họ đều trơn trượt như lươn. Lúc này hắn cũng không thể để cho Vương Tử Quân chạy trốn được. Chủ tịch Vương, lần này tôi đến tìm anh, có một nhiệm vụ quan trọng cần giao cho anh. Lưu Thành Quân ném cho Vương Tử Quân một điếu thuốc rồi trầm giọng nói. Chủ tịch Lưu có gì cứ phân phó, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Vương Tử Quân nhận lấy điếu thuốc và châm lửa, sau đó lên tiếng đồng ý với lời nói của Lưu Thành Quân. Chúng ta là huyện nghèo khó cấp quốc gia. Hàng năm tỉnh đều có một khoản tiền chuyển xuống trợ giúp cho dân nghèo, tôi nghe nói năm nay tình hình tài chính dành cho dân nghèo có chút căng thẳng, thế nên mới yêu cầu cậu lên tỉnh thúc giày dùm. Tôi cũng không thể cứ mãi ngồi chờ ở nhà, lúc này con cháu đang khóc lóc vì đói ăn, cũng không thể chờ tiền đến tay được. Lưu Thành Quân nói đến vấn đề tài chính căng thẳng thì hai hàng chân mày càng nhíu lại rất chặt. Tài chính giúp đỡ người nghèo. Trong lòng Vương Tử Quân chợt khẽ động. Công tác giúp đỡ người nghèo này là do Thạch Phong Huy phụ trách, phải đi thúc giục đối phương mới đúng chứ. Lưu Thành Quân giống như cũng đoán được tâm tư của Vương Tử Quân, hắn tiếp tục nói. Chủ tịch Vương, trong huyện chúng ta đã có phân công rõ ràng, cũng có hợp tác rõ ràng. Ngày hôm nay Chủ tịch Thạch bị cao huyết áp và phải nhập viện, tôi đã suy xét đến các vị phó chủ tịch khác, thế là cảm thấy công tác này giao cho cậu là thích hợp nhất. Tại sao vậy, cậu cũng đã nghe tôi nói rõ ràng rồi. Công tác giúp đỡ người nghèo thì càng nhiều càng ít, chúng ta có thể tranh thủ được hay không thì cũng cần phải xem xét vào năng lực của huyện. Tôi đưa một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho Chủ tịch Vương, vì cậu có năng lực, vì sao không giao cho người khác? Vì chúng ta cũng không thể giao cho những người không có khả năng, có thể tha thứ cho năng lực của bọn họ. Huyết áp cao phải nằm viện, con bà nó, hôm qua còn thấy anh ấy uống rượu như rồng như hổ, sao mới đó lại biến thành mèo con, lại nhập viện rồi. Vương Tử Quân thầm oán Thạch Phong Huy, hắn cũng ý thức được sự việc không dễ làm. Lưu Thành Quân dùng ánh mắt thiết tha nhìn Vương Tử Quân, trong đầu Vương Tử Quân cũng chợt bùng lên ý nghĩ. Nếu Chủ tịch Lưu đã có phân phó, tôi cũng chỉ có thể đi xem thế nào. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng đồng ý thì Lưu Thành Quân trở nên vui vẻ ngay lập tức. Tài chính cho dân nghèo chính là một trong những hạng mục quan trọng trong công tác mừng năm mới. Nếu không có nguồn tài chính này thì Tết âm lịch cũng không có gì là sung sướng dễ chịu. Ngày hôm qua sau khi nghe nói tài chính dành cho dân nghèo có vấn đề thì hắn luôn cảm thấy nôn nóng khó chịu, bây giờ Vương Tử Quân đứng ra nhận nhiệm vụ, thế là hắn thầm cảm thấy thả lỏng hơn. Bàng Tiểu Quang lẳng lặng ở bên cạnh nghe hai vị chủ tịch đối thoại với nhau, tuy hắn cũng coi như là một nhân vật có máu mặt, thế nhưng hắn đứng trước hai vị chủ tịch thì thật sự còn chưa đến lượt lên tiếng. Hắn vừa nghe Chủ tịch Vương nói sẽ nhận vụ này thì cảm thấy quá kỳ diệu, đây là vị phó chủ tịch có thể ép cho Tần Thọ Sinh phải cúi đầu, nếu nói về tâm cơ thì thật sự không thua kém bất kỳ kẻ nào khác. Loại chuyện khó giải quyết thế này nếu ném vào trong tay bất kỳ một vị phó chủ tịch nào khác cũng sẽ không thể thành công, chưa nói đến chuyện bọn họ sẽ không bao giờ tiếp nhận. Nếu đơn giản như vậy thì có lẽ Thạch Phong Huy cũng không vào viện vì cao huyết áp làm gì cho mệt. Tuy Bàng Tiểu Quang nghĩ như vậy nhưng lại không lộ ra trên vẻ mặt. Hắn vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, ẩn giấu vẻ khiêm tốn. Vương Tử Quân xem như tiếp nhận vụ này,
hắn cũng có tính toán của mình. Hắn vốn có ý nghĩ quay về Giang Thị, bây giờ Lưu Thành Quân cho mình cơ hội được về trước vài ngày, cớ sao không làm. Hơn nữa đi kiếm khoản ngân sách vốn dành cho huyện của mình cũng không quá khó khăn. Sau khi cùng Lưu Thành Quân hàn huyên vài câu về việc thay đổi chế độ ở nhà máy thì Vương Tử Quân nói lời cáo từ, hắn rời khỏi phòng làm việc của Lưu Thành Quân, Bàng Tiểu Quang cũng đi theo phía sau. Vương Tử Quân về phòng làm việc của mình, hắn tùy ý ngồi xuống và nói. Chủ nhiệm Bàng, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Anh nói đi. Bàng Tiểu Quang tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, hắn có hơi ngây người, sau đó dứt khoát nói rõ ngọn ngành. Chủ tịch Vương, thật sự không dám giấu giếm, bây giờ vị trưởng khoa xóa đói giảm nghèo của Tinh đã thay người, chúng tôi lại có vài vấn đề, thế nên mới sinh ra rủi ro. Bàng Tiểu Quang cũng không tiếp tục lên tiếng nhưng Vương Tử Quân đã hiểu ra vấn đề. Tài chính của tỉnh dành cho công tác xóa đói giảm nghèo luôn là một mâm bánh trái với tất cả các huyện, có một khoản tiền mê người đặt ở phía bên kia, thế cho nên có kẻ nào dám mạo phạm vào ông nội phát tiền. Vì vậy mà vị cán bộ nắm ấn soái phê duyệt tài chính xóa đói giảm nghèo trên tỉnh thật sự là nước lên thuyền lên. Trưởng khoa xóa đói giảm nghèo trên tỉnh đã thay đổi người, Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn nói. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ về thành phố Giang Thị, tôi sẽ đến gặp vị trưởng khoa kia. Để xem anh ấy muốn gì. Vị trưởng khoa kia muốn gì thì Bàng Tiểu Quang hiểu rất rõ, nhưng hắn thật sự không thể nói ra, nếu nói ra thì lãnh đạo biết khó mà không đi, như thế sao có thể tranh thủ được tài chính, mà nổi khổ lại ập lên đầu mình. Bàng Tiểu Quang hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, sự việc như vậy cũng khó thể nào giữ được chức vụ của mình. Vâng, Chủ tịch Vương, anh xem lần này có nên chuẩn bị những thứ gì không? Bàng Tiểu Quang dùng giọng cung kính xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt trơn trượt của vị chủ nhiệm ban xóa đói giảm nghèo rồi dùng giọng tùy ý nói. Năm vừa rồi anh chuẩn bị thế nào thì năm nay cứ như vậy mà làm. Khi Bàng Tiểu Quang đi ra khỏi cửa thì vẻ mặt Vương Tử Quân dần bình tĩnh trở lại, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt rơi xuống một bản văn kiện trên bàn làm việc. Ngồi xe về thành phố Giang Thị thật sự nhanh hơn bắt xe khách rất nhiều, chỉ mất 3 giờ mà thôi. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Giang Thị với 2 xe. Một là của hắn, hai là của ban xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch Vương, tôi đã sắp xếp quán ăn, anh xem, chúng ta có nên đi nghỉ ngơi một chút, đợi đến tối rồi hãy gặp trưởng khoa Triệu hay không? Bàng Tiểu Quang chạy lên vài bước, hắn đi đến trước xe của Vương Tử Quân, hắn vừa dùng một tay giữ lấy cửa xe vừa lên tiếng xin chỉ thị. Vương Tử Quân phất tay với Bàng Tiểu Quang rồi nói. Chuyện này anh cứ làm chủ, thần bân, cậu đi theo chủ nhiệm Bàng đến khách sạn nghỉ ngơi. Tôi về nhà một chuyến. Thái Thần Bân biết rõ nhà của Vương Tử Quân ở tỉnh thành, sau khi nghe được lời phân phó của lãnh đạo thì cũng không nhiều lời, hắn khôn khéo nói Chủ tịch Vương có gì cứ gọi điện thoại cho tôi, sau đó xuống xe đi sang xe của Bàng Tiểu Quang. Sau khi từ biệt nhóm Bàng Tiểu Quang thì Vương Tử Quân lái xe về phía siêu thị Quân Thành, tuy chiếc Santana này khá cũ nhưng sử dụng còn tốt hơn xe Jeep. Lúc này xe ở thành phố Giang Thị còn chưa nhiều, cũng không có hiện tượng kẹt xe. Thế là Vương Tử Quân chỉ mất một lát đã đi đến khu văn phòng của siêu thị Quân Thành. Vương Tử Quân vừa dừng xe, đang định mở cửa xe thì một chiếc xe thể thao màu vàng từ phía xa chạy đến như bay, sau đó là tiếng thắng gấp. Tên kia xem ra lái xe rất uy mãnh, nếu như Vương Tử Quân mở cửa xe sớm một chút, sợ rằng cửa xe Santana đã bị chiếc xe thể thao kia hất văng lên trời, vì vậy mà trong lòng hắn bùng lên chút lửa giận. Ngu ngốc, chạy một chiếc Santana tàn tạ cũng không phải là lỗi của mày. Nhưng mày chạy cục sắt kia đến nơi này thì thật sự không đúng. Một tên thanh niên mặc tây trang thẳng thớm với mái tóc vuốt keo sáng bóng từ trên chiếc xe thể thao đi xuống, hắn thấy Vương Tử Quân đang trừng mắt với chiếc xe của mình, thế là lớn tiếng mắng mỏ. Vương Tử Quân dù sao cũng là người trọng sinh, hắn thật sự không có hứng thú so đo với loại người này, thế nên cố gắng nhẫn nhịn và xoay người đi vào trong tổng bộ của siêu thị Quân Thành. Tên thanh niên kia thấy Vương Tử Quân không nói lời nào thì cười ha hả hai tiếng. Hắn lấy ra một bó hồng lớn từ trong xe, cũng nhanh chân theo Vương Tử Quân vào trong tổng bộ siêu thị Quân Thành. Thằng ngu, mau nhường đường cho ông, nếu làm trễ nãi kế hoạch lớn của ông sẽ phế mày. Khi đi đến trước mặt Vương Tử Quân, tên thanh niên kia dùng giọng hung hăng lớn tiếng nói. Lúc này Tần Hồng Cẩm mặc một bộ tây phục được may rất phù hợp đang được thủ hạ hộ tống giống như một nữ vương xinh đẹp quyến rũ được quần thần vây quanh đang đi ra ngoài cổng tổng bộ siêu thị Quân Thành. Tên thanh niên kia đang chửi mắng Vương Tử Quân, bây giờ thấy Tần Hồng Cẩm đi ra thì hai mắt nhìn thẳng,
cũng bất chấp sự vướng bận đến từ Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng phóng về phía Tần Hồng Cẩm như hổ đói vồ mồi. Khoảnh khắc khi tên thanh niên cầm theo bó hoa 99 bông hồng đỏ thắm chạy đến thì Tần Hồng Cẩm lộ ra nụ cười mừng rỡ, tên thanh niên kia thấy Tần Hồng Cẩm nở nụ cười thì càng sững sờ, nhưng trong lòng lại vui sướng như nếm mật ngọt. Tên thanh niên đã bố trí rất tốt, đã kiên trì nhiều ngày tặng hoa hồng, cuối cùng cũng làm cho mỹ nhân cảm động. Hắn thấy nụ cười sáng lạn của Tần Hồng Cẩm, không phải là sáng lạn mà là mừng rỡ, có chút thẹn thùng, vậy là hắn không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa, tim đập thình thịch, như mê như say. Hồng Cẩm, 99 đóa hồng này đại biểu cho tình yêu vĩnh cửu của anh dành cho em. Tên thanh niên vội vàng chạy đến trước mặt Tần Hồng Cẩm, sau đó hắn vội vàng quỳ một chân xuống đất rồi dùng giọng cực kỳ thân sĩ nói. Tên thanh niên kia vốn cũng không chuẩn bị lễ nghi đặc biệt này, nhưng nụ cười sáng lạn hạnh phúc của Tần Hồng Cẩm lại làm cho hắn nghĩ đến tình tiết lãng mạn thế này trong phim. Dựa theo những gì phát triển như bình thường, khi công tử tặng hoa thì công chúa xinh đẹp sẽ ngại ngùng không thôi, sau đó sẽ cảm động mà dâng lên nụ hôn cháy bỏng. Tên thanh niên nhìn bờ môi quyến rũ của Tần Hồng Cẩm mà thầm nuốt nước miếng, trong lòng càng có thêm vài phần chờ mong. Tuy Tần Hồng Cẩm còn cách hắn cả chục bước, nhưng khoảng cách này cũng đủ cho hắn nhìn rõ gương mặt nàng, ánh mắt chờ mong, dịu dàng mà trong trẻo, mái tóc màu cà phê, hơn nữa lại có thêm chút ngượng ngùng. Đây rõ ràng là một mỹ nhân cực kỳ tuyệt diệu, càng phát sáng mạnh mẽ, quyến rũ động lòng người. Nếu như có thể áp một vưu vật như vậy xuống bên dưới người mình, cả ngày lẫn đêm liên tục xoa nắn, như vậy sẽ là một chuyện tốt đẹp như thế nào? Tên thanh niên thầm nghĩ đến tình huống mình cởi bộ tây trang trên người mỹ nhân ra, để cho nàng ở trong lòng mình không một mảnh vải che thân, thế là trái tim chợt bùng lên cảm giác xao động. Đến gần, nữ thần xinh đẹp của mình đang đến rất gần, thế là trong lòng tên thanh niên càng không thể chờ đợi thêm, bó hoa hồng trong tay cũng được giơ lên cao hơn. Tần Hồng Cẩm mang theo một luồng gió thơm mát đi đến bên cạnh tên thanh niên, lúc này ánh mắt tên thanh niên tràn đầy bức thiết, hắn đã chuẩn bị xong, chỉ cần nàng tiếp xúc với bó hoa của mình, chính mình sẽ ôm nàng vào lòng, sau đó sẽ trao cho nàng một nụ hôn dài cực kỳ lãng mạn. Sau đó chính mình có thể tuyên cáo với cả thế giới, nữ vương kiêu ngạo của siêu thị quân thành đã được thuần phục dưới thân mình. Trái tim của tên thanh niên càng lúc càng đập nhanh và mạnh, khoảnh khắc làm hắn kích động đã đến rất gần, nhưng đúng lúc này hắn thấy bước chân của Tần Hồng Cẩm căn bản không có ý dừng lại. Tử Quân! Tần Hồng Cẩm hô lên một tiếng vui mừng, cơ thể nàng như một cánh chim nhỏ phóng về phía Vương Tử Quân. Lúc này nàng không còn là một nữ vương cao cao tại thượng, nàng là một phụ nữ bình thường tỏ ra sung sướng khi gặp lại người mình yêu, nàng vui sướng nhào vào lòng Vương Tử Quân, sau đó áp cặp môi đỏ về phía hắn. Tên thanh niên nhìn tình cảnh hạnh phúc vô biên trước mặt mà không khỏi ngây cả người, tình huống này thật sự quá bất ngờ, bó hoa hồng giơ lên cao cũng rơi xuống đất không một tiếng động. Nữ thần làm cho tên thanh niên kích động đã chạy đến, nhưng nàng ôm không phải là hắn, mà chính là một tên đàn ông thối tha. Điều này làm hắn cảm thấy trong lòng như bùng lên mưa đá, vừa lạnh vừa đau. Trong mắt nàng thì hắn căn bản không là gì cả, tồn tại cũng như không, giống như một đống sao 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 chó vậy. Hắn phải trơ mắt nhìn nữ vương của mình lao vào lòng kẻ khác, đây tuyệt đối là một điều không thể nào tha thứ được, tên tiểu tử thối kia dám chiếm mỹ nhân của mình, thật sự không thể bỏ qua, đánh chết đối phương, đánh chết tên khốn không biết nông sâu kia. Tiểu tử, muốn chơi ông sao? Ông giết mày! Tên thanh niên gào lên một tiếng căm hận, hắn tiến lên đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó gầm thét lên một tiếng. Tên thanh niên kia cũng là người đã quen kiêu ngạo, hắn hét lớn và nắm đấm cũng không nhàn rỗi. Bàn tay vung vẫy, đấm mạnh về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không có cảm tình gì với tên thanh niên kia, thấy đối phương có ý với người phụ nữ của mình thì trong lòng cũng có chút căm tức, lúc này thấy đối phương đánh đến, hắn nào khách khí làm gì cho mệt. Hắn vung tay chụp lấy nắm đấm của đối phương, nắm đấm còn lại cũng nện ngay lên mặt đối phương. Dáng người của tên thanh niên kia cũng không được cao lớn như Vương Tử Quân, tất nhiên tố chất cơ thể cũng kém xa. Vì vậy mà sau khi bị một bạt tai thì nhanh chóng thức tỉnh. Người này dùng ánh mắt căm thù bốc lửa nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn hùng hổ nói. Mày dám đánh ông, tốt, một tát này sẽ cho mày gánh chịu hậu quả, mày cứ chờ đó cho tao. Vương Tử Quân ghét nhất những kẻ uy hiếp mình, hắn nhìn 10 tên bảo vệ từ trong siêu thị chạy ra, thế là khẽ nói ra một câu. Cút đi, tiểu tử, tao thấy mày hôm nay chán sống rồi. Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mày biết hậu quả sẽ là thế nào không? Hôm nay mày đánh ông sẽ cho mày vào đồn công an.
Tên thanh niên kia vừa nói vừa lấy ra một chiếc điện thoại rồi nhanh chóng gọi đi. Nhị tử, tao bị ức hiếp, mày tranh thủ thời gian cút đến đây. Phạm Kiếm, anh muốn gì? Đây cũng không phải chỗ cho anh dương oai đâu. Tần Hồng cầm thấy tên thanh niên kia dùng giọng lỗ mãng uy hiếp Phương Tử Quân, thế là trong lòng càng thêm căm tức. Nàng vốn cảm thấy rất chán ghét vì tên này cứ bám lấy mình không tha, nhưng vì cố kỵ người đứng sau lưng đối phương nên cũng không dám làm quá gấp, không ngờ bây giờ lại chạy đến làm trầm trọng vấn đề. Hừ, con này, có gì mà vênh mặt, ông để ý đến là phúc phận của cô, thế mà cả ngày chỉ biết giả vờ như thục nữ trinh tiết. Ông nói cho mà biết, cái siêu thị rách nát này sẽ phá sản chỉ trong 2 ngày nữa, ngay cả cô cũng sẽ bị ông chơi chán, sau đó sẽ bị ném vào trong quán rượu. Phạm Kiếm chỉ tay vào Tần Hồng Cẩm rồi dùng giọng hung hăng nói. Vương Tử Quân nhìn thấy ánh mắt oán độ của Phạm Kiếm thì cũng không nói gì nhiều, hắn lại tiếp tục cho ra một cái bạt tai. Chủ tịch Vương đã lâu chưa ra tay, bây giờ lại coi Phạm Kiếm là bia tập bắn. Bốp, bốp, bốp. 3 cái tát làm cho khóe miệng của Phạm Kiếm lộ ra vết máu, vừa rồi hắn còn hung hăng lớn tiếng, bây giờ lập tức ngậm miệng, nhưng vẻ mặt oán độc thì càng lộ rõ hơn. Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân ra tay mạnh mẽ như vậy thì lúc đầu có hơi ngây người, nhưng sau đó trong hai mắt lại có chút mê ly. Hắn không quá phô trương nhưng lại làm cho người ta nhìn thấy chút phóng khoáng mê muội. Hắn không phải loại người có lớp vỏ ngoài cực đoan nhưng bên trong lại cao chót vót. Nàng thích người đàn ông của mình như vậy, bình thường bình tĩnh cơ trí, không chút biểu cảm, mà nàng cũng chưa từng thấy hắn nổi giận như vậy bao giờ. Nhưng hôm nay Vương Tử Quân lại ra tay, không phải vì điều gì khác. Cũng là vì Phạm Kiếm đám mở miệng chửi mắng và sỉ nhục Tần Hồng Cẩm. Nàng biết rõ tên Phạm Kiếm kia dù bị đánh cũng không chịu từ bỏ ý đồ, nhưng khi thấy bộ dạng quan tâm của Vương Tử Quân, trong lòng nàng vẫn tràn đầy si mê. Người đàn ông nàng yêu đang vì nàng mà ra tay với một tên khác. Két! Một tiếng thắng gấp vang lên rất chói tai, 3 chiếc xe 7 chỗ dừng lại trước cổng siêu thị Quân Thành, khi thấy 3 chiếc xe kia thì Phạm Kiếm chợt nở nụ cười đắc ý. Phạm công tử! Ai dám đánh anh? Để ông phế nó. Trong xe chui ra một tên đàn ông cao chừng 1m8, trong tay cầm ống sắt, liên tục bùng ra những luồng hào quang dưới ánh mặt trời. Chương 177, đừng chọc vào anh. Khi tên đàn ông kia xuống xe, trên 3 chiếc xe 7 chỗ cũng chạy xuống hơn 20 tên côn đồ, bọn họ mặc quần áo ngăn nắp, trong miệng ngậm thuốc, trong tay cầm ống tuyếp và mã tấu, cả đám vung tay múa chân dùng ánh mắt gian tà nhìn Vương Tử Quân. Tam tử. Tiểu tử mày cuối cùng cũng đã đến, chúng mày đánh nó cho tao, đánh chết nó đi, đánh chết nó tao chịu trách nhiệm. Phạm Kiếm chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng phẫn hận nói. Dám đắc tội với Phạm công tử, tao thấy mày không muốn sống nữa rồi. Tên kia vừa nói vừa vung vẫy cây tuyết sắt, lại từng bước ép sát, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Tử Quân. Nhưng hắn còn chưa kịp đi đến trước mặt Vương Tử Quân thì đã trố mắt ra, sau đó dừng bước. Đánh chết nó đi. Một tên lưu manh ở phía sau vung tuyết chuẩn bị tiến lên, khi hắn xông qua bên cạnh tam tử, lại bị tam tử cho một tát. Xông lên con bà mày. Tên lưu manh bị đại ca cho một tát thì trở nên ngây dại, đại ca thích nhất là xung phong lên phía trước, hôm nay lại bị sao thế này. Dù hắn bụng mặt nóng rát và cảm thấy rất bức bối, nhưng lại khiếp sợ lực ảnh hưởng của tam tử, thế cho nên chỉ có thể cười cười, không dám động đậy. Những tên côn đồ khác thấy tình huống như vậy cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tam tử. Phạm Kiếm thấy hành động quỷ dị của tam tử thì cũng ý thức được có gì đó không đúng, đang định mở miệng thì tam tử đã lên tiếng. Tiểu nhân có mắt không thấy núi Thái Sơn, kính mong đại nhân tha cho đám tiểu nhân, coi như chúng tôi vừa đánh rắm, tha cho một lần. Tần Hồng Cẩm đang lo lắng cho Vương Tử Quân, đang nóng lòng triệu tập đám bảo vệ đến, bây giờ thấy tình huống như vậy cũng ngây cả người. Nàng không ngờ đám côn đồ này lại có quen biết với Vương Tử Quân, mà chính Vương Tử Quân cũng cảm thấy rất khó hiểu. Khi Phạm Kiếm gọi điện thoại thì Vương Tử Quân cũng gọi điện thoại, nhưng hắn lại gọi điện thoại cho Cục Công an. Khi đám người tam tử đến nơi thì Vương Tử Quân còn đang thở dài vì tốc độ của đám người Cục Công an, bây giờ sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra, cứu binh của Phạm Kiếm lại có biết mình. Tam tử, mày có chuyện gì vậy, còn không mau ra tay, xảy ra chuyện tao chịu trách nhiệm. Phạm Kiếm không biết có chuyện gì xảy ra, hắn thấy tam tử sợ hãi thì càng nổi giận. Phạm công tử, anh không thể đảm đương được đâu. Tam tử nói rồi đi đến trước mặt Phạm Kiếm, khẽ nói thêm vài câu. Mày nói gì, Tống Thiết Cương bị hắn xử lý. Phạm Kiếm há hốc miệng rồi dùng giọng khó tin nói. Tam tử thầm cười khổ, trong lòng thầm nghĩ,
không phải là vị đại gia này ra tay sao? Nếu như không phải thì bố đây cần gì phải làm như vậy? Trước kia Tống Thiết Cương bị xử lý, Tam Tử từng là người được chứng kiến tình huống xảy ra ở siêu thị Quân Thành, nhưng hắn rất lanh trí, khi đám đồng bọn bị bắt thì hắn tìm cơ hội ẩn nấp. Vì thành phố Giang Thị đã không còn Tống Đại Ca tọa chấn, thế cho nên một con khỉ như Tam Tử cũng có thể lên núi khởi nghĩa, trở thành đại vương, bắt đầu đưa theo vài chục huynh đệ tranh hùng tranh bá. Nhưng Tam Tử cũng có quy củ, dù có bất kỳ chuyện gì phát sinh, chỉ cần có dính đến Vương Tử Quân là chạy được bao nhiêu thì chạy, không thể trêu vào thì chỉ có trốn. Phạm Kiếm này vốn là một đối tượng mà lúc này Tam Tử đang cố gắng nịnh bợ, nhưng sau khi thấy đối tượng phát sinh xung đột với Phạm Kiếm là Vương Tử Quân, tất nhiên hắn sẽ suy xét mức độ nặng nhẹ để xem ai quan trọng hơn. Phạm Kiếm tức giận đến mức toàn thân phát run, hắn cũng là kẻ có bối cảnh, nhưng nếu so với Tống Thiết Cương năm xưa thì thật sự là một cấp bậc khác. Nghĩ lại mà xem, Tống Thiết Cương năm xưa còn bại dưới tay của tên kia, thế là hắn không khỏi cảm thấy rùng mình. Chính mình bị tinh trùng lên não hay sao mà đắc tội với một người như thế này? Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi với Vương Tử Quân mà thôi, hắn sao có thể cúi đầu xuống như vậy cho được? Các người muốn đi sao? Vương Tử Quân thấy nhóm Tam Tử đứng thành một đội ngũ thì đi đến hỏi. Vương gia, anh cứ xem như chúng tôi là rác rưởi, nếu anh thấy còn chưa hết giận, anh cứ tự nhiên ra tay, anh không cần khách khí. Tam Tử dùng giọng điệu nịnh hót nói với Vương Tử Quân, giống như Vương Tử Quân có đánh cũng là ban ơn cho hắn vậy. Đám đàn em đi theo Tam Tử lúc này cũng trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh đang xảy ra trước mắt, cả đám đều cực kỳ chán nản, trong lòng thầm nghĩ, vì sao mình lại có một vị đại ca chán nản như vậy. Chân mọc ra trên người các ngươi, nên đi thì cứ đi. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng rồi xoay người đi vào trong khu văn phòng của siêu thị Quân Thành. Tam Tử nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì trái tim đang cực kỳ căng thẳng cũng thả lỏng hẳn ra, thầm nghĩ đúng là Bồ Tát thật sự hiển linh, xem ra mình không bị dính vào vụ rắc rối này. Khi hắn chuẩn bị cung kính chào Vương Tử Quân rồi bỏ đi, Vương Tử Quân chợt quay đầu lại nói. Tôi không thích chiếc xe kia. Tam Tử nhìn theo ngón tay của Vương Tử Quân, hắn phát hiện đó là chiếc xe thể thao của Phạm Kiếm. Thế là hắn cắn chặt răng, trong lòng bùng lên một ý nghĩ. Tần Hồng Cẩm biết vì sao Vương Tử Quân lại nói như vậy, nàng vốn là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, nhưng khi ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thì đầu óc cũng không cần phải hoạt động nhiều. Đúng lúc nàng cảm thấy nghi hoặc thì một tiếng ầm vang lên sau lưng. Tần Hồng Cẩm quay đầu nhìn, đúng lúc thấy chiếc xe thể thao bị lật úp, bốn vó chĩa lên trời như một con rùa đen bị lật ngược lại. Anh đúng là bại hoại. Tần Hồng Cẩm chỉ tay vào Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ dùng giọng oán trách nói. Em nên biết anh cũng là một con người bình thường, tên kia dám chạy xe xịn đến theo đuổi em, anh cho hắn biết thế nào là kéo xe của mình về nhà. Vương Tử Quân nhìn dung nhan kiều diễm của Tần Hồng Cẩm, hắn dùng giọng có chút hả hê nói. Tần Hồng Cẩm tuy cảm thấy trong lòng ngọt như mật nhưng cũng không nhịn được phải dùng tay vẹo một cái lên cánh tay của Vương Tử Quân. Này này này, các người đang làm gì vậy? Một chiếc xe cảnh sát chạy từ xa đến như bay, một tên cảnh sát hơn 30 tuổi ở trên xe mở miệng hô lên một tiếng với nhóm người Tam Tử. Tam Tử tuy là kẻ hoành hành ngang ngược nhưng đối mặt với cảnh sát cũng có chút chột dạ, nhưng hắn thấy Vương Tử Quân quay mặt sang chỗ khác thì từ dưới đáy lòng bùng lên chút cảm giác lo lắng. Báo cáo đồng chí cảnh sát, ông chủ của chúng tôi muốn xem chiếc xe bị lật ngược có bộ dạng thế nào, vì vậy chúng tôi mới lật ngược nó lại. Tam Tử vừa nói vừa chỉ vào Phạm Kiếm. Phạm Kiếm tuy không biết rõ thân phận của Vương Tử Quân, nhưng hắn lại biết rõ sự kiện Tống Thiết Cương thất bại thảm hại như thế nào. Hắn ý thức được mình trêu chọc vào một nhân vật lợi hại, lúc này hắn chỉ mong muốn Vương Tử Quân không gây phiền cho mình, còn những chuyện khác thì hắn cũng không dám nghĩ. Đúng, đúng vậy, là tôi cho bọn họ lật ngược xe lại. Phạm Kiếm dù rất đau lòng với chiếc xe của mình, thế nhưng cũng chỉ có thể mở miệng phụ họa mà thôi. Đã từng gặp qua nhiều loại người. Chưa từng thấy ai tự ngược như vậy bao giờ. Nếu đa như vậy thì sao không bằng đốt luôn cho rồi. Tên cảnh sát vừa nói vừa khởi động xe chạy đi như bay về phía trước. Anh Trần, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Một tên cảnh sát ngồi trên xe đột nhiên dùng giọng nghi ngờ nói. Tất nhiên là không đơn giản, rõ ràng có người gây rối. Nhưng này cậu em, cậu không biết người thì cũng phải biết xe chứ. Cậu biết xe đó của ai không? Đó là xe của công tử con của trưởng phòng tuyên truyền thị ủy Giang Thị, bây giờ xe bị lật bốn bánh chĩa lên trời, bên trong có vấn đề gì xảy ra, chúng ta cũng không quản được.
Tên cảnh sát được gọi là anh Trần hít vào một hơi thuốc, sau đó cười hì hì nói. Như vậy cũng tốt, để cho bọn họ giải quyết, chúng ta khỏi cần phải khó xử. Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm cũng không quan tâm đến nhóm người Phạm Kiếm, cả hai đi vào trong siêu thị Quân Thành. Khi không có Vương Tử Quân ở bên cạnh thì nỗi nhớ của Tần Hồng Cẩm tích lũy lớn lên theo ngày tháng, thậm chí là ngày càng mãnh liệt. Trong những đêm dài, Tần Hồng Cẩm thường lặng lẽ chờ đợi người đàn ông mình yêu có thể gọi điện thoại đến, có thể an ủi mình, và nàng có thể thổ lộ tất cả những ý nghĩ yêu thương. Nàng thậm chí đã nhiều lần hạ quyết tâm, nếu gặp được hắn phải nhào ngay vào lòng, bây giờ hắn cuối cùng cũng đã đến, điều này làm cho nàng kích động, hưng phấn và bất an. Nàng ôm lấy cổ hắn, hôn lên mặt hắn, còn hôn lên đôi môi của hắn. Đúng lúc Vương Tử Quân hưởng thụ tình cảm nóng bỏng thì điện thoại trong túi áo chợt vang lên. Vương Tử Quân nhanh chóng nghe điện thoại, sau đó nhanh chóng về nhà. Chương 178, nói chuyện. Mẹ, hôm nay mẹ ở nhà à? Vương Tử Quân về đến nhà thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách đọc sách, trong lòng tràn đầy u sầu, thế là tươi cười nói. Bố con cũng đang ở nhà, con trai này, cuối cùng con cũng đã về. Triệu Tuyết Hoa khẽ gấp sách lại rồi cười nói với Vương Tử Quân. Bố cũng có mặt ở nhà. Vương Tử Quân chợt lắp bắp kinh ngạc, đúng lúc này Vương Quang Vinh mặc một bộ trang phục nghỉ ngơi đi từ trong phòng làm việc ra ngoài. Bố, sao hôm nay bố không đi làm? Càng đến Tết thì các cấp chính quyền càng thêm bận rộn, Vương Quang Vinh là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, lúc này càng phải bận rộn không thể có thời gian rảnh mới đúng, vì sao lại không có việc gì mà ở nhà? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Hôm nay bố ở nhà nghỉ một ngày. Vương Quang Vinh khẽ vung tay lên rồi ngồi xuống ghế salon. Bây giờ Vương Quang Vinh càng lúc càng có khí độ của lãnh đạo, giơ tay nhấc chân đều có khí thế nhẹ nhàng thanh thoát. Được rồi, cực kỳ vinh hạnh khi thư ký trưởng dùng cơm cùng con và mẹ. Vương Tử Quân tiến lên bóp vai cho mẹ, sau đó hắn lại pha trà nóng, rót cho bố mẹ mỗi người một ly. Vương Quang Vinh tiếp nhận ly trà của Vương Tử Quân rồi uống một ngụm nói. Con trai! Bố và ông nội đang lo lắng con sẽ bị đối xử lạnh nhạt một thời gian ở huyện Lô Bắc, không ngờ con đã tìm được điểm đột phá nhanh như vậy, đã hòa mình vào trong huyện Lô Bắc, à, như vậy là rất tốt. Vương Tử Quân dù là người trọng sinh nhưng được bố mình khích lệ như vậy cũng thật sự rất vui. Kiếp trước hai cha con rất ít khi trao đổi, lời nói khích lệ như thế này là trước nay chưa từng có. Vương Tử Quân khẽ cười định nói lời khiêm tốn, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn chợt cho ra một quyết định, thừa lúc bố mẹ đang vui, mình nên dứt khoát ngả bài. Bố, lại nói tiếp, đây cũng không phải là công lao của riêng mình con, còn có. Còn có công lao của Tiểu Tần có phải không? Vương Quang Vinh cười nhìn con trai đang lên tiếng giải thích, trong mắt lóe lên cái nhìn tán thưởng. Nên ngừng thì gãy, là một người đứng trên cao thì phải có đầy đủ tố chất, dù những lời kia biết rất rõ nhưng nhiều khi nói thì như người khổng lồ nhưng làm việc lại cứ như người lùn. Con trai của mình còn trẻ nhưng lại có thể làm được nhiều việc, chẳng những có thể quyết đoán, hơn nữa còn là hạng người buông được làm được. Nếu sự việc đôi bên đã biết rõ thì Vương Tử Quân càng thêm bình tĩnh, hắn nhìn nụ cười trên mặt bố mình, thế là hắn cũng cười theo và dùng giọng chân thành nói. Bố, ngài không hổ danh là đại quản gia của tỉnh ủy, không những nắm chắc đại sự, ngay cả chút động tĩnh gió thổi cỏ lay của con cũng không thể qua được mắt ngài. Vương Tử Quân tỏ ra trầm ổn như núi càng làm cho Vương Quang Vinh thêm kinh ngạc, hèn gì vài ngày trước ông cụ nói với mình một câu, Tử Quân không giống tính bố nó, lại giống tính của ông. Bố cũng không phải là đại quản gia của văn phòng tỉnh ủy, nhiều lắm chỉ là nhị tổng quản mà thôi, có vài lời không được nói lung tung. Dù là ở trong nhà mình nhưng Vương Tử Quân vẫn biểu hiện rất nghiêm túc. Không phải đó là chuyện sớm hay muộn thôi sao? Vương Tử Quân khẽ cười. Cũng không cho Vương Quang Vinh cơ hội nói lại. Tiểu tử này đúng là. Tuy người vuốt mông ngựa chính là con mình, nhưng Vương Quang Vinh nghe vậy vẫn cảm thấy rất thoải mái. Lão đưa mắt nhìn vẻ mặt trầm ổn của con trai, không khỏi trầm ngâm một chút rồi nói. Nói thật nhé, chuyện của con và Tiểu Tần, cũng là ông nội của con nói cho bố biết. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sự kiện hắn đối phó với Tống Thiết Cương cũng không thể nào tránh khỏi ánh mắt của ông nội và bố mình. Ông nội nói đến Tết muốn đưa con đi thủ đô. Vương Quang Vinh vốn đã nghĩ đến rất nhiều lời cần nói, nhưng bây giờ lão chợt cảm thấy tất cả những chuẩn bị của mình ở trước mặt con trai cũng là thừa, còn không bằng nói thẳng ra cho rồi. Đi thủ đô làm gì? Điều này Vương Quang Vinh cũng không biết rõ,
lão chỉ biết dựa vào trí thông minh của con mình, như vậy sẽ có kết quả. Với mối quan hệ của ông nội năm xưa, trong thủ đô có rất nhiều bạn học cũ, Tết âm lịch đưa Vương Quang Vinh về thủ đô làm gì, ý nghĩa đã quá rõ ràng rồi. Đến Tết con còn nhiều việc con cần xử lý, bố, không bằng cho Tử Hoa đi cùng ông. Vương Tử Quân khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Vẻ mặt Vương Quang Vinh chợt biến đổi, con trai mình từ chối sắp xếp như vậy, lão phải giận mới đúng, nhưng lúc này trong lòng lão lại có đầy đủ hương vị, lão không biết mình nên vui mừng hay thất vọng vì lời từ chối của con mình. Là một người đàn ông thì nên có tình có nghĩa, đây là những lời giải thích huyền chuyển của con mình, Vương Quang Vinh nghĩ đến những gì mình giáo dục con trai vào lúc còn nhỏ, lão chợt cảm thấy mình rất thành công trong phương diện dạy bảo con cái. Gặp lợi không quên nghĩ, đây chẳng phải là những yêu cầu của Vương Quang Vinh với Vương Tử Quân sao. Nhưng khi lão nghĩ đến vẻ mặt ngưng trọng của ông cụ, vẻ mặt lão cũng dần trở nên nghiêm túc. Ông nội của con nói, Tử Hoa không được. Ánh mắt Vương Quang Vinh sáng ngời như điện, lão nhìn thẳng vào con trai, nói xong thì dừng lại ngay. Con trai cuối cùng cũng đã lớn lên, đã trưởng thành, khờ nóc còn là một tên thanh niên dáng vẻ thư sinh như trước. Khi lão ý thức được điều này thì trong lòng chợt có chút cảm giác lo sợ, lão cũng không biết cuộc nói chuyện hôm nay sẽ có kết quả lý tưởng hay không. Trong trí nhớ kiếp trước của Vương Tử Quân, hôn nhân của hắn là thứ mà ông nội không can thiệp, mà đối tượng của Vương Tử Hoa cũng chỉ là thiên kim của một vị bí thư tỉnh ủy mà thôi. Bây giờ thì sao vậy? Ông cụ không phải tự mình về thủ đô đấy chứ? Vương Tử Quân thấy mình biểu hiện quá tốt xem ra cũng là nguồn tai vạ, hắn lặng lẽ đốt điếu thuốc, chỉ cảm thấy trong miệng đầy khổ sở. Nếu con kiên trì không đi thì sao? Vương Tử Quân thở ra một hơi rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Vương Quang Vinh quay mắt nhìn Vương Tử Quân đang hút thuốc mà cũng không nói gì thêm, lão đã nhận chức phó thư ký trưởng được nửa năm, cũng dần phát triển vượt bậc trong công tác, càng thêm khí khái. Lão cảm thấy khi mình đối mặt với con trai, con mình cũng là một hạng người âm trầm, hai bên có thể nói là ngang hàng với nhau. Con cũng hiểu tính cách của ông nội rồi đấy. Tử Quân, tuy bố không thể không thừa nhận thủ đoạn của con mạnh hơn bố rất nhiều, nhưng nếu con ra chiêu với ông cụ thì vẫn là rất non. Vương Quang Vinh không thể làm gì được, dù người làm công tác tư tưởng chính là lão, thế nhưng trận chiến thật sự chính là giữa ông nội và cháu trai, lão chẳng qua chỉ là một nhân viên tuyên truyền mà thôi. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc mà không nói thêm điều gì. Tất nhiên hắn biết rõ kinh nghiệm của ông nội mình, một người đàn ông đi ra từ chiến trường, không những sẽ cố chấp mà còn sát phạt quyết đoán, cực kỳ sắc bén. Biết đâu nếu bàn về thủ đoạn thì con sẽ không thua kém ông nội của mình. Nhưng nếu nói về những phương diện khác thì con còn cách quá xa. Con trai, ông nội của con nếu muốn cho Tiểu Tần kia lập gia đình thì sẽ xử lý rất nhanh gọn, con nói xem có đúng không? Vương Quang Vinh khẽ uống một hớp nước rồi dùng giọng thẳng thắn nói. Chương 179, bất ngờ gặp mặt. Đúng vậy, Vương Tử Quân tự thấy mình cũng là một kẻ có tâm tư kín đáo, nhưng nếu so sánh với ông nội thì vẫn phải rơi xuống hạ phong. Nếu mình cứ tiếp tục kiên trì thì Tần Hồng Cẩm sẽ thế nào? Hắn đã sống qua hai đời, hắn hiểu rất rõ trên thế gian này rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, yêu nhau không nhất định sẽ trở thành vợ chồng không nhất định là yêu nhau. Con có thể kiên trì. Vương Tử Quân ngẩng đầu lên, trong mắt giống như có chút nước lấp lánh. Vương Quang Vinh tất nhiên sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, thấy đứa con động tình thì quay đầu nói. Ý của ông nội của con chỉ là con và cô bé kia không thể kết hôn, còn những chuyện khác, ông cụ sẽ mặc kệ, con việc gì phải cố gắng lưỡng bại câu thương. Tội gì phải lưỡng bại câu thương? Một câu nói kia làm cho trong lòng Vương Tử Quân chợt chấn động, không thể kết hôn với Tần Hồng Cẩm thì rõ ràng là không công bằng, nhưng nếu như có thể để cho hai người vẫn ở cùng với nhau, không thừa nhận cũng không có vấn đề, đây rõ ràng là một lựa chọn rất tốt. Kết hôn hay không chỉ là một hình thức. Chính con đối xử với người ta như thế nào mới là quan trọng. Vương Quang Vinh nhìn thấy vẻ mặt Vương Tử Quân biến đổi rất đặc sắc, lão biết rõ công tác tư tưởng lần này của mình với con rõ ràng là có dư âm quay về. Vâng, Vương Tử Quân gật đầu nặng nề, hắn cũng không nói một lời. Hắn không thể không thừa nhận mình đã tiếp nhận lời nói của bố, Tần Hồng Cẩm dù có chút uất ức nhưng đó chính là một phương án giải quyết hiệu quả nhất. Vương Tử Quân đã sống qua một kiếp người, hắn hiểu ma lực của quyền lợi. Hắn có thể làm cho những sự việc khó tưởng trở thành sự thật, nhưng hắn muốn làm ra những quyết định như vậy, tất phải là người có quyền lợi. Một cảm giác vô lực bùng lên từ sâu trong lòng Vương Tử Quân, nhưng cảm giác vô lực này xuất hiện thì trong lòng hắn cũng bùng lên ý chí chiến đấu.
Bây giờ sở dĩ hắn bị ông nội thao túng cũng vì còn kém quá xa, một ngày nào đó hắn đứng trên độ cao mới, một độ cao làm cho người người kính ngưỡng, mình có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Triệu Tuyết Hoa thấy Vương Quang Vinh và Vương Tử Quân nói chuyện với nhau thì xuống bếp bận rộn, tuy bà ở dưới phòng bếp với hai tay bận rộn làm thức ăn, nhưng lỗ tai lại cẩn thận nghe ngóng những động tĩnh ở phòng khách. Một lúc lâu sau không nghe thấy âm thanh nào phát ra, Triệu Tuyết Hoa chợt có chút luống cuống, thế là cuối cùng cũng không thể kiên trì được mà đi ra ngoài. Lúc này hai người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Vương Tử Quân đang hút thuốc, Vương Quang Vinh cũng đang hút thuốc. Anh Vương, có gì cứ từ từ nói, hôm nay là ngày con nó về nhà. Triệu Tuyết Hoa dùng ánh mắt yêu thương nhìn Vương Tử Quân, bà cũng có vài điều khó nói ra. Thực tế thì bà mới chính là người không yên lòng về chuyện kết hôn của Vương Tử Quân, bà cũng từng lén gặp cô gái Tần Hồng Cẩm kia, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, chỉ là vấn đề này nằm ở ông nội của Vương Tử Quân. Ông nội muốn đưa Vương Tử Quân về thủ đô, điều này tất nhiên là chuyện tốt với Triệu Tuyết Hoa. Bà đến Vương gia nhiều năm, bà biết rõ tính cách của lão gia tử, làm việc không bao giờ thích đến cầu cạnh kẻ khác, không ngờ đến lượt đứa cháu Vương Tử Quân thì lại có phá lệ. Lần đầu tiên nghe ông cụ nói về việc sắp xếp hôn nhân cho Vương Tử Quân, nhị thẩm của Vương Tử Quân tỏ ra hâm mộ và ghen ghét làm cho Triệu Tuyết Hoa cảm thấy rất thoải mái, nhưng bây giờ con mình cảm thấy khó chịu, chính bà cũng không còn cảm giác ưu việt như trước. Mẹ, con đói bụng quá. Vương Tử Quân thấy bộ dạng không đành lòng của mẹ mình, thế là hắn nhoẻn miệng cười, lại đi về phía mẹ rồi lớn tiếng nói. Đói bụng, ừ, đói là tốt, con chờ chút, mẹ sẽ làm cơm. Triệu Tuyết Hoa thấy con trai nhanh chóng khôi phục lại như thường thì thật sự rất vui, bà nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Vương Quang Vinh nhìn thấy Vương Tử Quân đã khôi phục lại bộ dạng như bình thường, lão thầm gật đầu, trách gì ông cụ coi trọng đứa cháu này, chỉ cần dựa vào khí độ bình tĩnh và ung dung của nó cũng không phải là thứ mà người ở độ tuổi như mình có được. Vương Tử Quân ăn từng miếng mì gà do mẹ làm, hắn cảm thấy rất thoải mái nhưng những uất ức trong lòng lại bùng lên như thủy triều, chính hắn cũng không phát hiện ra vấn đề. Thế là để mặc cho những giọt nước mắt lớn nhỏ chảy xuôi vào trong tô mì. Sau khi ăn xong một tô mì mặn chát, Vương Tử Quân ợ một cái, hắn đặt đũa lên rồi cố gắng ra vẻ chính thức hát. Yêu nhất chính là đôi giày mòn đế của mẹ, thích nhất món mì do mẹ nấu. Triệu Tuyết Hoa thấy con trai cố gắng hát cho vui vẻ thì cũng không khỏi cảm thấy mũi hơi cay, bản năng của một người mẹ dần dâng lên cao vời. Bà thật sự rất muốn nói con thích gì thì cứ làm theo ý mình, thế nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong. Chuyện này bà cũng không thể làm chủ được. Đi thôi, chúng ta đi đến nhà ông. Vương Quang Vinh khẽ vỗ vai con trai, sau đó đứng lên nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn và bố mẹ cùng ra khỏi nhà. Khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy vẫn được canh gác rất nghiêm mật. Sau khi đi qua hai trạm gác, cả nhà ba người Vương Tử Quân lúc này mới đi đến biệt thự của ông cụ. Vương Tử Quân nhìn cánh cổng khép hờ mà tâm tình chợt trở nên bình tĩnh ung dung. Hắn đẩy cánh cửa nặng rồi đi vào bên trong, hắn biết rõ, quyết định lần này sẽ quyết định hướng đi của mình, tất cả sắp bắt đầu. Biệt thự vào mùa đông có vẻ hơi âm trầm, những dây tường xuân và giàn nho xanh mát vào mùa hè chỉ còn trơ lại thân cây khẳng khiu, ngẫu nhiên có một chiếc lá vàng bay vèo trong gió đông, không gian càng thêm hiu quạnh. Vương Tử Quân nhìn căn biệt thự đứng sừng sững trong giá rét thì trong lòng càng thêm bình thản, mùa đông giá rét thì nơi nào cũng là như vậy. Nhưng khi ý nghĩ này bùng lên trong đầu hắn, ánh mắt hắn lại lơ đãng lướt qua phía bên cạnh. Đúng lúc này một hình bóng nhỏ xinh mặc áo đỏ cũng đang nhìn về phía hắn. Cặp mắt như làn nước trong xanh, mi mày như vẽ. Xì. Vương Tử Quân ngơ ngác nhìn, đúng lúc cô gái áo đỏ cười xì một tiếng rồi nói. Này chàng ngốc, anh nhìn gì vậy? Lời nói của cô gái áo đỏ chợt làm cho Vương Tử Quân thức tỉnh. Hắn nhìn cô gái áo đỏ xinh xắn cầm một cây cuốc không xứng mà trong lòng bùng lên cảm xúc mừng rỡ, cảm xúc này bốc lên trong lòng Vương Tử Quân như diều lên theo gió mạnh. Vương Tử Quân nhìn cô gái kia mà càng thêm ngây cả người, ánh nắng mặt trời vào mùa đông chiếu xuống đâm vào mắt làm hắn cảm thấy đau, trước mắt chợt trở nên trắng xóa, không thấy gì cả. Nhưng hắn lại không chịu nhắm mắt lại, trong đầu chợt hỗn độn, mãi một lúc lâu sau mới khôi phục lại như bình thường. Em, sao lại ở chỗ này? Sao em lại không thể đến đây? Đây là một bí mật. Tần Hồng Cẩm nhìn người đàn ông của mình đã trở nên đần độn thì trong lòng có chút cảm giác chua xót và vui vẻ, tất cả như đan xen vào nhau, điều này làm cho nàng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Mình không thể cùng người đàn ông này kết hôn sống đến đầu bạc răng long, mong muốn của mình và hắn không thể nào hoàn thành,
nhưng có thể thấy một người đàn ông vì mình mà thất hồn lạc phách như vậy, nàng vẫn rất cảm động, tất cả uất ức của nàng đều giống như rất đáng giá. Chương 180, măng non héo tàn. Trong khu vườn có rất nhiều loại cây cảnh, bên dưới là đủ mọi loại bồn có lớn có nhỏ, có mới có cũ, có những chỗ đã phủ kín rêu xanh, làm cho người nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác thê lương cô độc. Vương Tử Quân lúc này cũng xem như xúc cảm sinh tình, cảm xúc càng hạ xuống thấp. Chỉ là cô gái làm cho mình nóng ruột nóng gan tại sao lại ở trong nhà ông nội. Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân gặp mình thì trở nên ngây dại, nàng mỉm cười rồi thầm mắng, anh đúng là ngốc, thế là muốn tiến lên véo hắn một cái. Sau đó nàng chợt thấy có bố mẹ Vương Tử Quân đi theo, thế là vẻ mặt chợt trở nên lúng túng, gương mặt đỏ bừng, nàng lễ phép chào một tiếng gì chú. Vợ chồng Vương Quang Vinh và Triệu Tuyết Hoa thấy Tần Hồng Cẩm cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng Tần Hồng Cẩm xuất hiện trong nhà của ông nội, điều này cũng không phải chuyện xấu với con mình. Nhà đầu, cháu cũng đừng cuốc đất làm gì cả, nếu không chút nữa sẽ vấy bẩn hết bây giờ. Vương lão gia từ trong nhà đi ra, khi thấy Tần Hồng Cẩm đang cầm cuốc vỡ đất trong khu vực mình sắp trồng rau thì đau lòng nói một câu. Vương Tử Quân nhìn lão gia tử mặc một bộ quân trang đã cũ mà cổ họng trở nên khô nóng, hắn há mồm muốn nói gì đó nhưng đến bên miệng thì chỉ còn phát ra hai tiếng. Ông nội! Vương lão gia tử dùng ánh mắt yêu thương nhìn thoáng qua cháu trai của mình, lão cũng không nói gì, chỉ vươn tay vỗ lên bờ vai của Vương Tử Quân. Tần Hồng Cẩm xuất hiện ở trong biệt thự của ông nội, điều này thật sự làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất vui mừng. Lúc này Vương Tử Quân cũng không còn là một bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, chỉ cần dậm chân cũng làm cho huyện Hồng Bắc sinh ra chút địa chấn, cũng không còn là phó chủ tịch huyện trẻ tuổi ở huyện Lô Bắc, hắn nghiễm nhiên biến thành một đứa bé vui sướng đứng trong nhà ông nội của mình. Tử Quân, ông nói với cháu biết, Hồng Cẩm là cháu gái nuôi của ông, con bé lớn hơn cháu 2 tháng, cho nên từ hôm nay trở đi cháu phải gọi nó là chị. Khi lão gia tử dùng cơm trưa thì phá lệ mà uống vào 2 ly rượu, khi đặt ly xuống thì lên tiếng nói với Vương Tử Quân. Sau khi nghe xong lời của ông nội, Vương Tử Quân cảm thấy có chút vắng vẻ, sau này hai người cũng không thể công khai qua lại, đúng là sự việc khó tưởng đã xảy ra. Vương Tử Quân chỉ cảm thấy linh hồn xuất khiếu, chợt bay đi xa. Tiểu tử ngốc, cần phải biết quý trọng những gì mình có. Vương lão gia tử nói xong câu đó thì thở dài một tiếng, sau đó xoay người đi về phòng. Tần Hồng Cẩm nhìn bộ dạng thất thố của Vương Tử Quân mà khẽ dùng chân đá vào chân hắn, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, vô tình hắn không biết nói gì cho phải, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ ê ẩm, cảm giác muốn khóc chợt bùng lên. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy chán ghét quan trường, hắn muốn tự do tự tại, muốn cùng người phụ nữ mình yêu trải qua một cuộc sống đơn giản, muốn có con cháu tề tụ, chỉ cần sống sao cho ấm áp và hạnh phúc là được. Công viên vào mùa đông, bầu không khí lạnh lẽo, khô ráo và hiu quạnh. Tuy ánh mặt trời còn chưa tán đi nhưng du khách trong công viên lại không còn nhiều, xung quanh là những cây cỏ màu vàng, những chiếc lá nhỏ đang chập chờn trong gió lạnh. Vương Tử Quân nắm tay Tần Hồng Cẩm chậm rãi đi trên con đường bên bờ sông, sau khi rời khỏi khu nhà dành cho lãnh đạo tỉnh ủy, hai người đều không nói gì, nhưng hai trái tim lúc này đang ở rất gần bên nhau, giống như cùng chung nhịp đập. Anh biết không, em cảm thấy mình không có gì tiếc nuối, trước khi quen biết anh thì em chưa từng cảm nhận được hạnh phúc, em hy vọng con đường này sẽ không phải là cuối cùng, anh có thể nắm lấy tay em sẽ mãi đi cùng anh, bên anh. Tần Hồng Cẩm chợt quay đầu dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Tần Hồng Cẩm, trong mắt đã bùng lên sương mờ. Hắn rất không đành lòng, hắn đưa tay ôm người phụ nữ khéo hiểu lòng người ở bên cạnh vào lòng, trong miệng lại thì thào. Bảo bối, thật sự xin lỗi, anh xin lỗi. Tần Hồng Cẩm vùi đầu vào trong lòng Vương Tử Quân, hai mắt ướt đẫm sương, khi ngẩng đầu lên thì đã nhòe lệ. Đừng nói lời xin lỗi. Cảm tình khó thể phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ cần trong lòng anh có em sẽ không bao giờ bỏ qua. Tháng trước ông nội đã tìm được em, ông cụ rất hòa ái, đã trò chuyện rất nhiều với em. Ông ấy nói cho em biết tương lai của anh là vô hạn, ông biết rõ em yêu anh, hy vọng tất cả những người yêu anh trong đó có cả em sẽ tạo cho anh cơ hội, như vậy con đường làm quan của anh mới không phải đi đường vòng. Giọng điệu mềm mại dịu dàng của Tần Hồng Cẩm giống như tiếng trời. Liên tục vang lên bên tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân yên lặng lắng nghe, hắn muốn nói gì đó nhưng cảm thấy dù là bất kỳ điều gì cũng làm thương tổn người phụ nữ trong lòng mình, hắn chỉ có thể ôm siết lấy nàng mà thôi. Lúc bắt đầu thì em cũng rất đau khổ, nhưng ông nói cho em biết,
ông không can thiệp vào những lúc em và anh ở bên nhau, chỉ là nếu em tình nguyện như vậy, thì em phải chịu uất ức. Em không cảm thấy như vậy, em không thể kết hôn và sống chết với anh một cách quang minh chính đại, nhưng chỉ cần trong lòng anh có em vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Chồng, thể xác tâm hồn và cả trái tim của em mãi mãi thuộc về anh. Bây giờ nghiệp vụ của siêu thị Quân Thành đã dần khuếch tán ở tỉnh Chiết Giang, em còn chuẩn bị phát xạ ra ngoài tỉnh, để cho sự nghiệp của chúng ta tiến xa hơn nữa. Tần Hồng Cẩm nói như vậy rõ ràng là muốn đi ra ngoài, nhưng Vương Tử Quân thì biết rất rõ, đây chính là một trong những điều kiện của Vương Lão Gia Tử. Ông cụ sẽ không hy vọng khi mình và một cô gái trong thủ đô làm đám hỏi thì Tần Hồng Cẩm vẫn cứ ở bên cạnh. Anh biết, chỉ là uất ức cho em. Vương Tử Quân thầm cảm thấy thảm thiết, hắn thật sự cảm thấy cô gái như đóa hoa hướng dương này thật sự thua thiệt. Đi xuống phía nam. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn chỉ nói ra bốn chữ. Chồng, em không cho phép anh không vui, em chỉ phải đi một thời gian, anh khi nào nhớ em chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, em sẽ bay đến bên anh, coi như trải chiếu xếp chăn cho anh. Tần Hồng Cẩm thật sự có chút thương cảm, nàng không biết chuyến đi này có làm cho tình cảm hai bên trở nên lạnh nhạt hay không, thậm chí sẽ biến thành người lạ không quan tâm đến nhau, nhưng nàng vẫn biểu hiện ra rất tinh thần, nói ra những lời an ủi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm ở trong lòng mình, trái tim không khỏi nóng lên, sau đó cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của nàng. Tần Hồng Cẩm cũng không ngăn cản, để mặc cho đôi môi của hắn tiến công thần tốc. Lúc này Vương Tử Quân động tình như một tên thợ lặn, hít vào một hơi rồi trầm xuống nước, một lát sau phải trồi lên mặt nước để đổi hơi. Cuối cùng Tần Hồng Cẩm cũng có thể mở miệng, có thể lên tiếng. Chồng, mặc kệ em có ở bên cạnh anh hay không, em đều hy vọng anh vui vẻ hạnh phúc. Tần Hồng Cẩm nói ra những lời này làm cho Vương Tử Quân thật sự cảm động, hắn cũng bất chấp ánh mắt của những nhân viên vệ sinh ở bên cạnh, hắn kéo Tần Hồng Cẩm vào trong lòng rồi thì thầm bên tai nàng. Vợ, bây giờ anh muốn em, trước khi em đi phải cho anh ăn no mới được. Gió lạnh thê lương vào mùa đông lại tiếp tục cuốn đi những chiếc lá khô trên mặt đất, cũng cuốn đi một cặp nam nữ đang tay trong tay, chỉ còn lại một thân cây khô già đứng lại cô độc, đón nhận một đêm tuyết rơi cô quạnh lạnh lẽo. Vương Tử Quân ngồi trong chiếc Santana, hắn đưa mắt nhìn phố phường náo nhiệt mà trong lòng tràn đầy cô đơn. Tần Hồng Cẩm ti ra đi nhưng chỉ là đi xem xét tình hình đầu tư mà thôi, nhưng đến gần Tết sẽ quay về, dù thế nào thì khoảng thời gian này nàng sẽ phải sống một mình cô độc ở phương Nam. Trước khi đi thì ông nội cố ý gọi điện thoại cho một người bạn ở phương Nam, dặn dò Tần Hồng Cẩm đến phương Nam cũng không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng Tần Hồng Cẩm rời đi thì Vương Tử Quân vẫn cảm thấy khó chịu. Năm ngày sau hắn quay về huyện Lô Bắc mà trong đầu đều là hình bóng của Tần Hồng Cẩm, hình ảnh sương mai bùng lên trong mắt nàng thật sự luôn ẩn hiện trong lòng hắn. Tiểu Thái, cậu dừng xe một lại, tôi muốn xuống một chút. Vương Tử Quân nhìn dòng người hối hả sắm đồ Tết, trong lòng chợt bùng lên một ý nghĩ muốn đi dạo chơi một vòng. Thái Thần Bân dừng xe lại, bây giờ hắn càng thêm tỏ ra cung kính với vị phó chủ tịch trẻ tuổi này. Trước đó không lâu vị phó chủ tịch Vương này đã tìm được khoản tiền 3 triệu lo cho dân nghèo ăn Tết, điều này làm cho vị trí của chủ tịch Vương càng tăng tiến mạnh mẽ trong khối chính quyền huyện Lô Bắc. Tuy chủ tịch Vương không chủ quản nhiều đơn vị nhưng dù là bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện đều rất khách khí. Theo lời của chủ tịch Tằng ở Hội đồng Nhân dân huyện thì chủ tịch Vương thật sự mạnh hơn rất nhiều so với đám cán bộ xuống đây tạm giữ chức vào thời điểm trước kia, mà chủ tịch Vương có địa vị như hôm nay cũng là tự mình làm ra, như vậy thì thế nào? Không phải tương lai đầy hứa hẹn sao? Tuy chủ tịch Tằng dùng lời quanh co lòng vòng để tán thưởng chủ tịch Vương, nhưng Thái Thần Bân vẫn nghe được hương vị ở bên trong, cẩn thận suy xét thì hiểu ra vấn đề, đừng nghĩ chủ tịch Vương đang hòa đồng như cá gặp nước ở huyện Lô Bắc mà tỏ ra đắc ý, dù sao thì cũng chỉ là một vị cán bộ xuống tạm giữ chức mà thôi, dù anh có bối cảnh bằng trời cũng rất khó dung nhập vào hạch tâm quyền lợi ở địa phương. Chủ tịch Vương, nếu không thì tôi cùng đi với anh nhé. Trong lòng chợt bùng lên nhiều ý nghĩ, Thái Thần Bân lại nhanh chóng nói với Vương Tử Quân. Không cần, anh cứ về trước, nơi này cách khu văn phòng khối chính quyền huyện không xa, một lát nữa tôi sẽ tự về. Vương Tử Quân vừa nói vừa bước xuống xe. Câu đối đỏ, thịt, rau dưa, còn có đủ loại hàng Tết rực rỡ muôn màu, tất cả làm bừng bừng lên hương vị của mùa xuân sắp đến. Vương Tử Quân đi dạo chơi trên đường, tâm tình lắng đọng dần trở nên tươi sáng hơn. Tuy khu chợ này so ra kém ngay ngắn trật tự như siêu thị vào đời trước nhưng bầu không khí Tết nồng đậm thì dù là các thành phố lớn cũng không thể nào có được. Vương Tử Quân đi giữa đám người đông đúc, hắn
hắn không sợ người ta nhận ra mình. Hắn là một vị phó chủ tịch huyện ở vị trí cuối cùng trong khối chính quyền huyện, tin tức về hắn thật sự rất ít khi được phát ra. Bánh quai trèo đây, vừa thơm vừa giòn đây, mời các vị nếm thử. Vương Tử Quân dừng lại trước một quán hàng rong bán bánh quai trèo, hắn nhìn những chiếc bánh lóe ra màu vàng óng ả mà nở nụ cười, hắn thích ăn nhất chính là bánh quai trèo. Ông chủ, lấy cho tôi một cân. Vương Tử Quân nhìn ông chủ quầy hàng đang lớn tiếng giao hàng, hắn cũng lớn tiếng nói. Được rồi, cậu trai, đây là bánh quai trèo nhà tôi làm ra, tay nghề tổ truyền, đã truyền được 5 đời rồi, trong huyện Lô Bắc này nếu nhắc đến bánh quai trèo thì chỉ có thể đến đây mới có hương vị mà thôi. Ông chủ vừa gói bánh cho Vương Tử Quân vừa thuận miệng khoác lác. Vương Tử Quân cũng chỉ mỉm cười lắng nghe lời tán dương của ông chủ quầy bánh, sau đó hắn tiếp nhận túi bánh, cũng đưa cho ông chủ 10 đồng. Khi Vương Tử Quân sắp cầm vào túi bánh thì một bàn tay chợt duỗi ra, khi hắn còn chưa sẵn sàng thì đã bị đối phương cướp lấy túi bánh ngay trong tay mình. Bắt trộm! Ông chủ đang thối tiền lẻ cho Vương Tử Quân, thấy túi bánh của Vương Tử Quân bị cướp thì cũng nhanh chóng vọt lên rồi hô lớn. Ông chủ tuy không chậm nhưng tên trộm còn chạy nhanh hơn, chỉ sau nháy mắt đã chạy đi hơn chục mét, đám người đi đường nghe được tiếng hét của ông chủ quầy bánh thì đều tránh ra như gặp phải ôn thần, coi như tạo nên một lối di cho tên trộm. Vương Tử Quân nhìn thấy tên trộm chạy vào một con hẻm nhỏ, hắn biết có đuổi theo cũng không kịp, mà dù sao cũng chỉ là một cân bánh quai trèo, hắn cũng không đặt trong lòng. Nhưng khi tên trộm chạ vào trong ngõ, đúng lúc có vài nữ binh từ bên trong đi ra. Khi nghe thấy ông chủ bán bánh hét lên bắt trộm, một nữ quân nhân đi đầu chợt tung ra một cú đá, tên trộm bị đá ngã lăn xuống đất. Ông chủ mập thấy tên trộm ngã xuống thì nhanh chóng tiến lên túm lấy tay, mà nữ quân nhân kia cũng tiến lên hỗ trợ. Cuối cùng tên trộm đã bị chế phục. Tên trộm mặc một chiếc áo bông màu đen rất cũ, trên áo bông có vài miếng vá dơ bẩn, lúc này bàn tay của hắn bị ông chủ bán bánh giữ chặt, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy túi bánh quai trèo. Tiểu tử, dám ngang nhiên cướp đồ giữa ban ngày ban mặt, xem ông thu thập mày thế nào. Ông chủ béo vừa nói vừa cho tên trộm vài cái tát. Người này phạm pháp, bắt giao cho cảnh sát là được, anh không có quyền đánh người. Một nữ quân nhân dùng giọng trong trẻo lạnh lùng nói. Nó cướp đồ của tôi đánh nó thì có vấn đề gì? Chẳng lẽ lại là tôi sai? Ông chủ dùng giọng bất mãn nói với nữ quân nhân. Lúc này ánh mắt của Vương Tử Quân cũng nhìn về phía nữ quân nhân ở bên kia, nhưng khi hắn thấy một cô gái được bao bọc trong trang phục mùa đông khá nặng và gương mặt xinh đẹp hơn người kia thì không khỏi ngây người. Đúng là đời người thế nào cũng có lúc gặp lại, không ngờ lại gặp được cô nàng kia ở đây. Khi Vương Tử Quân nhìn về phía nữ quân nhân, đúng lúc nữ sĩ quan này cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh của nàng lập tức trở nên kinh ngạc, nhưng sau đó lại từ kinh ngạc biến thành mừng rỡ. Này anh bạn, kẻ trộm đã bắt được rồi, cậu xem nên làm sao bây giờ? Ông chủ thấy Vương Tử Quân đi đến thì nở nụ cười nói. Vương Tử Quân nào không rõ ý nghĩ của ông chủ bán bánh, đó chính là tôi bắt được tên trộm cho anh, bánh quai trèo cũng đưa lại cho mình. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng với tâm tư của ông chủ bán bánh, sau đó đưa mắt nhìn tên ăn mày. Tên ăn mày này hơn 30 tuổi, gương mặt trung hậu, hai tròng mắt là vẻ sợ hãi và xấu hổ. Chỉ cần nhìn bộ dạng này của hắn thì rõ ràng là một nông dân trung thực, vì sao lại phải chạy ra cướp một cân bánh. Trong lòng Vương Tử Quân chợt bùng lên một ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy sự việc này không nên tiếp tục náo loạn. Khi hắn chuẩn bị nói ông chủ bán bánh thả người thì chợt nghe bên ngoài có người reo lên. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Các người vây quanh chỗ này làm gì? 7-8 tên đàn ông mặc chế phục cảnh sát, trên tay đeo phù hiệu tuần hành đi đến. Ông chủ bán bánh thấy cảnh sát tuần tra đi đến thì vội vàng nói. Đội trưởng Cát, anh xem, tôi bắt được một tên trộm. Đội trưởng Cát là một người đàn ông hơn 30 tuổi, khi nghe thấy ông chủ mập nói thì cười ha hả nói. Trần Mập, không ngờ anh cũng có bản lĩnh như vậy, tốt lắm, giao cho chúng tôi đem về. Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò trộm cắp, phải giam 2 ngày cho chừa. Vài tên cảnh sát nghe đội trưởng lên tiếng thì cũng không dám chậm trễ, bọn họ trực tiếp tiến lên, lúc này ánh mắt của đội trưởng Cát cũng rơi trên người tên trộm. Ha ha, Lý Thiết Trụ, thì ra là tiểu tử mày, ông đã tìm mày vài ngày, không ngờ mày đang ở đây, mang đi, cho nó biết tay. Tên trộm vốn run rẩy không thôi, bây giờ thấy đội trưởng Cát thì giống như một con sư tử nổi giận, hắn vùng vẫy hai tay. Hất văng hai tên cảnh sát, trong miệng cũng chửi lớn. Chúng mày là chó săn, chúng mày sẽ chết không yên thân.
Giọng điệu của tên trộm rất thê lương và tràn đầy phẫn nộ, còn có không cam lòng và tuyệt vọng. Con bà nó, mày còn dám nói nhiều, tao đánh chết bây giờ. Tên đội trưởng cắt phung bàn tay muốn tát Lý Thiết Trụ. Anh không thể đánh người. Âm thanh của Mạc Tiểu Bắc vang lên rất bình tĩnh, lúc nàng lên tiếng thì một nữ quân nhân ở bên cạnh đã vung tay giữ lấy bàn tay của đội trưởng cắt. Đội trưởng cắt nhìn đám nữ quân nhân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, thế là vẻ mặt hắn chợt biến đổi, hắn cười hì hì nói. Các vị đồng chí giải phóng quân nói đúng, tôi vừa rồi đã bị tiểu tử này làm cho nổi giận mà hồ đồ, các ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ coi việc giáo dục tư tưởng là chủ yếu, cũng không chấp hành hình phạt về thể xác với cậu ấy. Đội trưởng cắt nói rồi vung tay lên với vài tên cảnh sát đang giữ chặt lấy Lý Thiết Trụ. Đưa người về đồn. Đồng chí, mong anh thả anh ấy ra, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không tố cáo nữa, không bao giờ tố cáo nữa. Khi Vương Tử Quân đang nhíu mày thì một người phụ nữ hơn 30 tuổi chen chúc chạy ra từ trong đám người, sau đó nàng rước chặt lấy tay của đội trưởng cát, cũng quỳ xuống đất nói. Con bà nó, đứng lên, cho dù bọn họ có làm gì tôi cũng không buông tha cho bọn chó chết này. Lý Thiết Trụ thấy vợ quỳ xuống thì cảm thấy không đành lòng, hắn tiếp tục hô lớn. Thiết Trụ, đừng tố cáo nữa, chúng ta không thể thắng được bọn họ, anh không suy nghĩ vì mình thì cũng nên nghĩ cho gia đình của chúng ta. Tiểu Thúy đã như vậy, em không thể không có anh được, nếu không nhà chúng ta sẽ khó thể gắng gượng được. Người phụ nữ vừa nói vừa khóc giống lên. Khi nghe người phụ nữ nói đến Tiểu Thúy thì vẻ mặt Lý Thiết Trụ trở nên thê lương, hắn quay đầu nhìn về một phía cách đó không xa, trong mắt mang theo vẻ tự ái nói không nên lời. Vương Tử Quân cũng nhìn theo ánh mắt của Lý Thiết Trụ, hắn thấy cách không xa người phụ nữ đang quỳ gối xuống đất là một cô gái mười mấy tuổi. Cô bé ngồi ở đó, ánh mắt ngây ngốc, trống rỗng, căn bản không thuộc về phạm trù một đứa trẻ hoạt bát như bình thường. Tuy Vương Tử Quân không biết cô bé kia là con nhà ai, nhưng hắn vẫn cảm thấy giống như bị kim đâm trong lòng, là ai làm cho cô bé kia biến thành như vậy. Muốn không tố cáo thì không tố cáo sao? Cô cho rằng tòa án là nhà mình mở ra à? Muốn làm gì thì làm sao? Đi, theo tôi về đồn. Đội trưởng cắt chụp lấy tay người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, sau đó kéo ra ngoài. Dừng tay! Anh ấy trộm vặt là phạm pháp, thế nhưng các anh cũng không thể đối xử với người nhà của anh ấy như vậy được. Mạc Tiểu Bắc tiến lên phía trước đứng chắn trước mặt đám người đội trưởng cát. Đội trưởng cát thấy đứng chắn trước mặt mình là một nữ quân nhân, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói. Đồng chí giải phóng quân, hai người này là đối tượng trọng điểm cần xử lý của huyện Lô Bắc chúng tôi, mong đồng chí giải phóng quân cùng hợp tác. Cô cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ nhất định thông báo kết quả xử lý sự việc ra toàn xã hội. Đội trưởng cát này cũng là một kẻ dối trá, hắn không muốn phát sinh xung đột với đám quân nhân Mạc Tiểu Bắc, thế là nói vài câu muốn Mạc Tiểu Bắc ổn định lại, còn sau này bọn họ có thông cáo xã hội hay không sẽ là một vấn đề khác. Đồng chí giải phóng quân, mong ngài cứu lấy chúng tôi, nếu như để bọn họ bắt đi thì sẽ không còn đường sống. Người phụ nữ vừa rồi quỳ xuống đất giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Nàng chợt ôm lấy chân của Mạc Tiểu Bắc, sau đó lớn tiếng khóc lóc. Bọn họ phạm vào tội danh gì? Mạc Tiểu Bắc nhíu mày rồi trầm giọng nói. Đồng chí giải phóng quân, việc này các vị không có quyền quản lý, dù là lãnh đạo của các vị có đến đây thì cũng sẽ không được phép tùy tiện can thiệp vào công tác của địa phương. Đội trưởng cát thấy Mạc Tiểu Bắc cứ mãi lên tiếng nói này nọ thì vẻ mặt trở nên mất vui. Cô ấy không có quyền lợi trông nom, nhưng tôi có quyền lợi chứ. Tôi là Vương Tử Quân, anh nói xem đây là chuyện gì. Vương Tử Quân vừa nói vừa lấy giấy chứng minh công tác của mình đưa ra cho đội trưởng cát. Đội trưởng cát biết rõ Vương Tử Quân là ai, sau khi xem xong giấy chứng nhận công tác thì lại càng liên hệ người thanh niên này với vị phó chủ tịch trẻ tuổi nổi danh gần đây trong khối chính quyền huyện. Chủ tịch Vương, hai người này. Đội trưởng cát nói và tỏ ra chần chừ, bây giờ bọn họ bị quần chúng vây quanh. Lại nghe thấy trước mặt là Vương Tử Quân thì mọi người càng vây đến đông hơn. Khi thấy có quá nhiều người đến thì vẻ mặt đội trưởng cát trở nên khó coi, khi hắn chuẩn bị phất tay cho thuộc hạ của mình giải tán đám đông, không biết Lý Thiết Trụ lấy đâu ra sức lực mà hất văng tên đội viên phòng vệ đang giữ lấy mình, sau đó chạy đến trước mặt Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Chủ tịch Vương, mong anh tác chủ cho tôi muốn tố cáo Cơ Tòng Lương và Cơ Tòng Chính. Vẻ mặt đội trưởng cát vốn rất khó coi. Bây giờ càng trở nên âm trầm giống như có thể vắt ra nước. Vương Tử Quân không biết Cơ Tòng Chính là ai nhưng lại biết Cơ Tòng Lương. Tuy hắn đến công tác ở huyện Lô Bắc thời gian chưa quá lâu, thế nhưng hắn vẫn biết tên tuổi của cục trưởng cục công an huyện.
Chủ tịch Vương, đây đều là điêu dân, tôi sẽ đưa bọn họ đi ngay, đỡ ảnh hưởng đến tình huống trật tự và giao thông. Đội trưởng Cát giống như hạt quyết tâm, hắn vung tay lên với vài tên đội viên phòng vệ, muốn đưa vợ chồng Lý Thiết Trụ đi. Vương Tử Quân thấy đội trưởng Cát không nói nhiều lời mà trực tiếp đưa người đi, một cơn tức giận chợt bùng lên trong lòng. Đối phương rõ ràng không coi một vị phó chủ tịch huyện như mình ra gì, nếu đổi lại là vị lãnh đạo khác, sợ rằng tên này có vài lá gan cũng không dám làm như vậy. Chờ chút, tôi muốn nghe xem anh ấy tố cáo cái gì. Vương Tử Quân duỗi tay ra cản đội trưởng Cát, mà lúc này những nữ quân nhân cũng nhận được chỉ lệnh của Mạc Tiểu Bắc, bắt đầu chặn đám đội viên phòng vệ lại. Chủ tịch Vương, anh cần phải làm chủ cho chúng tôi, anh xem đứa bé này, nó mới 10 tuổi thôi, nhưng nó lại bị tên xúc sinh cơ tổng chính hãm hại. Vợ Lý Thiết Trụ bắt đầu khóc than, sau đó dùng sức dúi túi nhựa có chứa một tờ đơn tố cáo vào trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân mở túi nhựa ra, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, hắn cảm thấy vừa rồi mình quá lỗ mãng, nhưng khi thấy nội dung tờ đơn tố cáo, hắn chỉ còn lại sự phẫn nộ. Cầm thú, đúng là không bằng cầm thú. Dù những sự kiện kiểu như giáo viên dâm loạn với nữ học sinh nhỏ tuổi từng được TV đưa tin, nhưng lúc này Vương Tử Quân vẫn thật sự kinh hoàng trước những dòng chữ rưng rưng nước mắt của tờ đơn tố cáo, thật sự làm cho lòng người chấn động. Cơ tòng chính là một giáo viên, phải là một tấm gương cho học sinh, không ngờ lại dâm loạn học sinh, làm ra những chuyện không bằng cầm thú, thật sự là có thể nhịn mà không thể nhẫn. Các anh chị đi theo tôi, khối chính quyền huyện sẽ cho các anh chị một câu trả lời thỏa đáng. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn ánh mắt ngây ngốc của Tiểu Thúy, tất cả những cố kỵ trong lòng đã không còn. Tuy Vương Tử Quân có đủ mưu đồ khi công tác ở huyện Lô Bắc, hắn thầm hạ quyết tâm trước khi không đủ căn cơ thì không nên phát sinh xung đột với bất kỳ ai, nhưng lúc này hắn đã không còn nhiều cố kỵ như vậy. Gặp phải việc nghĩa thì không nên chối từ. Không quản anh là ai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.